Chương 11, âm châu. Thanh đàn, hàn khí kia lại phát tác sao? Cảm thụ được từng đợt sóng âm hàn chi khí từ trong cơ thể thanh đàn thẩm thấu ra, Lâm Động cũng không nhịn được mà dùng mình một cái, chợt trên mặt lộ ra vẻ lo lắng hỏi. Ân thanh đàn khẽ cắn răng, thân thể nhỏ nhắn không ngừng run rẩy, trên khuôn mặt nhỏ xinh xinh bắt đầu biểu lộ sự thống khổ. Ta đi kêu cha ngay. Lâm Động vội vàng nói. Không cần đâu. Nghe vậy, thanh đàn vội vàng nắm lấy treo áo của Lâm Động kéo kéo, hàn khí nhanh chóng tại trên quần áo của hắn kết thành một lớp băng mỏng manh, vô dụng thôi, cha đang vui vẻ khó có được, không cần đi quấy dày người, mỗi cố gắng một chút là được rồi, nhìn dáng dấp khuôn mặt nhỏ nhắn mà trắng bệch kia của thanh đàn, trong lòng lâm động dâng lên một trận đau xót, hắn cắn chặt răng, rốt cục gật gật đầu. Thanh đàn nói vậy cũng đúng, cho dù phụ thân bọn họ tới đây đi nữa cũng không có nửa điểm tác dụng gì, đến lúc đó chỉ sợ là vì hai người mà lo lắng nhiều hơn mà thôi. Cái loại hàn khí phát tác này, đúng là chuyện mà thanh đàn từ nhỏ đến lớn đều thường xuyên trải qua, cứ mỗi một đoạn thời gian, trong cơ thể của nàng sẽ có một loại âm hàn chi khí cực kỳ nồng đậm bạo phát. Khi âm hàn chi khí phát tán, trong cơ thể của nàng sẽ trở nên vô cùng đau nhức. Trong mười mấy năm qua, cũng không biết bao nhiêu lần bởi vì bị âm hàn chi khí này mà nàng chịu khổ sở, nhưng đối với loại âm hàn chi khí này, cho dù là Lâm Khiếu cũng không có biện pháp nào, hắn từng mưu toan sử dụng nguyên lực mạnh mẽ bước đi ra, nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho hắn nằm trên giường nửa tháng, mới có thể đem loại âm hàn chi khí quỷ dị này trong cơ thể bài trừ đi bởi vậy mỗi khi lúc mà hàn khí trong cơ thể thanh đàn bạo phát ba người đều là chỉ có thể lòng như đao cắt mà đứng nhìn thanh đàn cuộn thành một khối và run rẩy không ngừng nhưng cũng không trợ giúp được cho nàng chút nào để ta ôm muội về phòng trước cái đã lâm động nhìn thanh đàn bị hàn khí đông lạnh khiến không thể động đậy đột nhiên chuyển thân một tay bắt lấy nàng ôm vào lòng sau đó điên cuồng chạy trốn vào trong phòng cách đó không xa tê tê vọt vào trong phòng, lâm động nhanh chóng đem thanh đàn đặt ở trên giường, sau đó vội vàng ở một bên dùng sức xoa xoa cánh tay, giờ phút này song trưởng hắn đều trở nên tê dại, tựa như bị kim đâm vậy. Lâm động ca, huynh, huynh đi về trước đi, muội có thể chịu đựng được mà, toàn bộ thân thể nhỏ nhắn của thanh đàn đều cuộn lại trong chăn, nói một cách suy yếu, bất quá tại lúc nói chuyện này, thân thể nàng càng ngày càng run rẩy kịch liệt. Lúc này hàn khí đã bạo phát, tựa hồ có vẻ muốn mãnh liệt thêm vài phần. Lạnh quá, lạnh quá. Thanh đàn lộ cái đầu nhỏ ra từ trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trên mỗi sợi tóc đều bị những mảnh băng vụn che kín. Lâm động ở bên cạnh nhìn thấy tình cảnh này, cũng gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi tới đi lui bên cạnh giường. Một lát sau, cước bộ mạnh mẽ dừng lại, cuối cùng thì hung hăng cắn răng một cái, cởi giày nhảy lên giường, nhất cử nhất động đem thanh đàn cùng chăn ôm chặt lấy. Tu luyện giả khí huyết luôn rồi rào, lâm động muốn dùng nhiệt lượng trong cơ thể của mình, để hóa giải một chút thống khổ cho thanh đàn. Tuy rằng có lẽ hắn cũng hiểu được khả năng có hiệu quả là không quá lớn, nhưng hắn cũng không thể nhẫn tâm để cho thanh đàn một mình một người chịu sự tra tấn của hàn khí như vậy. Lâm, động ca, đừng, đừng mà. Thần chí thanh đàn bị hàn khí đông lạnh có chút mơ hồ, nhưng vẫn cảm giác được hành động của lâm động, lập tức thanh tỉnh lên chút ít, liền vội vàng nói. Nàng đối với âm hàn chi khí có bao nhiêu sự lợi hại, nàng là người rõ ràng nhất, ngay cả thực lực địa nguyên, cấp của lâm khiếu còn bị hàn khí làm cho chật vật như vậy huống chi lâm động chỉ là thối thể đệ tứ trọng ngoan nào không có việc gì đâu lâm động cắn chặt hàm răng lại gắt gao ôm lấy thanh đàn mặc dù có tấm chăn ngăn cách nhưng hắn vẫn có cảm giác được giống như ôm một khối huyền băng vạn năm vậy hàn khí lạnh thấu xương kia phẳng phất như một cây kim châm sắc bén hung hăng hướng thân thể hắn mà đâm vào không lâu sau khi ôm lấy thanh đàn thân thể lâm động cũng trở nên run rẩy bẩy trên lông mi đều xuất hiện xương trắng hai hàm răng không ngừng lập cập, bất quá tuy khó chịu, nhưng hắn vẫn ôm lấy cánh tay của thanh đàn càng ngày càng chặt hơn. Bạn đang đọc truyện tại www. Chuyện phun thanh đàn đem cái đầu nhỏ chui vào trong lồng ngực lâm động, nhìn đôi mắt kia của lâm động không ngừng run rẩy, hàm răng không nhịn được mà cắn chặt môi, trong mắt mơ hồ có nước mắt chảy ra. Ở sâu trong nội tâm nàng, lại là có một tia ấm áp nhẹ nhẹ dâng lên, nàng biết thân thế của mình. Nhưng mà lâm động luôn đối với nàng giống như thân nhân chân chính của mình vậy cảm ơn huynh, lâm động ca, thần trí càng ngày càng trở nên mơ hồ, hai mắt thanh đàn chậm rãi nhắm lại, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Sương lạnh trên người lâm động càng ngày càng dày và đậm, mà ý thức của hắn cũng dần dần trở nên mơ hồ. Nhưng mà đúng lúc khi hắn sắp sửa mê man, đột nhiên tại lồng ngực truyền ra một cỗ hấp lực kỳ dị, hắn chợt nhận thấy được đó là âm hàn chi khí, kia đang điên cuồng tàn phá trong cơ thể, cư nhiên lại bị này cỗ hấp lực này hấp thụ hoàn toàn. Hàn khí lạnh thấu xương nhanh chóng thoát ly khỏi thân thể, thần trí có chút mơ hồ của lâm động lại một lần nữa khôi phục thanh tỉnh hắn ngẩn người nhìn xương lạnh trên cánh tay đang dần tan chảy ra bàn tay vội vàng cởi quần áo ra chỉ thấy được thạch phù trên người giờ phút này đang phóng thích quang mang nhàn nhạt mơ hồ có một loại cảm giác lạnh lẽo truyền ra thạch phù này sao có thể hút đi âm hàn chi khí nhỉ lâm động chừng mắt nhìn trên mặt dâng lên một chút sợ hãi lẫn vui mừng không nghĩ tới hàn khí này ngay cả hắn phụ thân đều không làm gì được Cư nhiên có thể bị thạch phù này hút đi Lúc Lâm Động đang vì thế mà kinh ngạc, thì Thanh đàn trong lồng ngực vốn đã hôn mê bỗng phát ra ưm, một tiếng, hai tròng mắt chậm rãi mở ra, nàng trước tiên cũng nhận thấy được tình trạng trong cơ thể mình, lập tức kinh hô, hàn khí đã thối lui rồi sao? Hình như là vậy a, à, Lâm Động gãi gãi đầu, sau đó buông Thanh đàn ra, cười nói, "Lui là tốt rồi, muội nghỉ ngơi sớm một chút đi." "Ân, Lâm Động ca, cảm ơn huynh." Nhìn khuôn mặt tươi cười của Lâm Động, vẻ mặt xinh đẹp của Thanh đàn thoáng có chút đỏ bừng, thấp giọng nói, Điều là người trong nhà mà nói những lời này làm cái gì?" Lâm Động vỗ vỗ lồng ngực, có chút khí khái nam nhi cười nói, chợt nhìn thấy sắc trời cũng không còn sớm, cũng không tiếp tục ở lâu, hướng Thanh Đàn phất phất tay sau đó xoay người đi ra khỏi phòng. Nhìn bóng dáng Lâm Động đi ra, Thanh Đàn giống như một tiểu mỹ nhân phủ phục trên giường, trong lúc mệt mỏi lại có vẻ có chút quyến rũ, bàn tay nhỏ bé của nàng nâng má hương, đôi chân dạng rỡ như ngọc, ở sau người nhẹ nhàng lắc lư, lúc này trên khóe môi lại lộ vẻ mỉm cười ngọt ngào sau khi rời khỏi phòng của thanh đàn lâm động liền nhanh chóng vọt vào phòng của mình đầu tiên là đem cửa phòng đóng lại rồi mới đem khối thạch phù kia ở trên lồng ngực gỡ xuống mượn ánh đèn chỉ thấy cái khe nho nhỏ tại trung tâm thạch phù giờ phút này dĩ nhiên xuất hiện thêm ba cây đậu lớn nhỏ màu trắng ngà như pha lê lâm động thật cẩn thận đem ba cây đậu lớn nhỏ màu trắng ngà như pha lê kia gỡ xuống cầm nó trên tay cảm giác được một mảnh lạnh lẽo thấu xương làn tràn trên bàn tay cái loại hàn ý này cơ hồ cùng với âm hàn chi khí trong cơ thể thanh đàn giống nhau như đúc, chỉ có điều hàn khí trong tinh thể này tựa hồ có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều. Đây chính là âm hàn chi khí từ trong cơ thể thanh đàn, sau khi hấp thụ ngưng tụ mà thành. Lâm Động nắm ba cây đậu màu trắng như pha lê kia, trên mặt lộ vẻ trầm ngâm, loại âm hàn chi khí này, tại trong cơ thể thanh đàn đã còn cuồng bạo như vậy, thậm chí chỉ sợ là khi đạt tới trình độ nào đó có thể đem người ta hấp thu cũng không chừng. Tuy nói còn cách địa nguyên cấp một khoảng thật xa, nhưng Lâm Động cũng biết, sau khi bước vào địa nguyên cấp, chuyện quan trọng nhất đó là hấp thu âm sát chi khí trong thiên địa quán nhập vào thân thể, tiến tới dung hợp cùng nguyên lực trong cơ thể. Nói vậy, tăng cường nguyên lực sẽ tạo ra tính công kích thật lớn, mà nếu là đạt tới thiên nguyên cấp trong lời nói, thì phải là hấp thu dương cương chi khí trong thiên địa, cuối cùng là âm dương hòa hợp tại trong cơ thể, lúc đó mới có thể ngưng tụ thành nguyên đan. Cho nên này quá trình tu luyện này được gọi là thiết âm dương. Vì thế, đối với hai cấp địa nguyên cấp và thiên nguyên cấp âm sát cùng dương cương chi khí cơ hồ là quan trọng nhất còn nữa trong thiên địa âm sát cùng dương cương chi khí cũng chia làm ba bảy loại đều có phẩm chất cao thấp khác nhau bất quá đại đa số tu luyện giả đều trực tiếp hấp thu âm dương nhị khí từ trong thiên địa mặc dù trực tiếp và dứt khoát như thế nhưng bất quá uy lực đương nhiên phải hơi yếu một chút dù sao âm dương nhị khí này cũng có tính đặc thù đều không phải nói gặp là có thể gặp đương nhiên cũng không thiếu người có một chút tiền vốn hùng hậu hấp thu âm dương nhị khí đặc thù nào đó kể từ đó trong hàng ngũ cao thủ cung cấp bọn họ hiển nhiên là mạnh một chút ít mặt khác ở cảnh giới địa nguyên và thiên nguyên cấp lúc hút thụ âm dương nhị khí có phẩm chất càng cao thì khả năng kết thành nguyên đan cũng sẽ càng mạnh hơn bởi vậy đối với một số người có chút tiền vốn mà nói bọn họ sẽ trăm phương nghìn kế tìm kiếm các loại âm dương nhị khí kỳ lạ trong thiên địa dùng những loại này làm cho bản thân mình tăng lên khả năng kết nguyên đan phẩm chất càng tốt cơ hội càng nhiều mà rất hiển nhiên Lâm Động tuy rằng còn không có kiến thức qua cái gọi là âm sát chi khí, nhưng hắn có thể khẳng định loại âm châu màu trắng ở trong tay này của hắn, phẩm chất tuyệt đối so với trong âm sát chi khí, trong thiên địa tự nhiên mạnh hơn không ít, nói không chừng âm sát chi khí này, đều đạt tới tam đẳng thậm chí còn có phẩm chất cao hơn. Mà điều này, đối với một cao thủ địa nguyên cấp mà nói, có lực hấp dẫn thật chí mạng nha. Chương 12, tiếng vang thứ 10. Dịch, đít bu 999, a bư âm châu này thật ra có thể lén đưa cho cha sử dụng được không nhỉ? Lâm động liếm liếm môi, ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn chăm chú vào ba cây đậu âm châu trong tay, vừa lúc hôm nay lâm khiếu đã lui về địa nguyên cấp, nếu hắn có thể đem âm sát chi khí ở trong âm châu này hút ra, thì thực lực tất nhiên sẽ tăng lên. Chỉ có điều, trước hết phải đem thương thế trong cơ thể lâm khiếu chữa khỏi, nói cách khác, thương thế này nếu kéo dài càng lâu thì đối với hắn mà nói, sẽ càng bất lợi. Mấy ngày này mình sẽ tìm một cơ hội nào đó, đem chất lỏng từ trong thạch phủ kia cho cha sử dụng thử xem có thể chữa khỏi thương thế trong cơ thể cha hay không hiện tại thương thế trong cơ thể lâm khiếu là quá nặng hơn nữa đã qua nhiều năm như vậy tất sẽ dẫn đến bị ứ động đối với thân thể hắn đã tạo thành những thương tổn thật lớn nếu không đem những thương thế này thanh trừ đi lâm khiếu chỉ sợ sẽ không thể bình yên mà hấp thu âm sát chi khí trong âm châu này nếu phụ thân khôi phục thực lực đỉnh phong như năm đó thì địa vị tại lâm gia hẳn là sẽ lập tức hồi phục dù sao trôi qua nhiều năm như thế trong lâm gia đạt tới thiên nguyên cấp bất quá cũng chỉ mới có ba người mà thôi thiên nguyên cấp phóng nhãn cả thanh dương trấn đều được sánh ngang với danh hào cao thủ ở nơi này một thế lực có cường đại hay không quan trọng nhất đó là có số lượng cao thủ thiên nguyên cấp cho nên nếu lâm khiếu lại một lần nữa khôi phục thực lực thiên nguyên cấp không chỉ có địa vị sẽ tăng trở lại mà hơn nữa sẽ đem những đau khổ của hán sạch sẽ quét đi điều này chính là điều mà lâm động liễu nghiên thanh đàn ba người tối ngày mong đợi muốn nhìn thấy nhất bạn đang đọc truyện được copy tại nghĩ đến lâm khiếu khôi phục lại dáng dấp khí phách năm đó, Lâm Động cũng không nhịn được mà cười hắc hắc, sau đó từ trong phòng tìm ra một cái bình nhỏ, thật cẩn thận đem ba mai âm châu thu vào trong đó, thứ này nếu như xuất ra, chỉ sợ đủ để đổi cỡ tam phẩm linh dược, giá trị tương đối cao đó. Sau khi làm xong những việc này, Lâm Động mới nhẹ nhõm thở một hơi dài, bỗng một cỗ cảm giác đau nhức đột nhiên từ trong cơ thể lan tràn ra, lúc trước tuy nói có thạch phù, hỗ trợ hấp thu âm hàn chi khí kia từ trong cơ thể thanh đàn phát ra, nhưng thân thể hắn vẫn như cũ bị loại âm hàn chi khí lạnh thấu xương này xâm nhập một trận bị hàn khí nhập thể rồi sao trong cơ thể cảm giác được từng trận đau nhức làm cho lâm động biến sắc bất quá ngay sau đó hắn phát hiện ra loại cảm giác đau nhức này tựa hồ như thực thể bám vào trên khung xương cái loại cảm giác này giống như có một thứ gì đó muốn chui vào xương cốt tủy của hắn vậy luyện cốt phát hiện này lập tức làm cho mí mắt lâm động không nhịn được mà nhảy nhảy lên cái gọi là luyện cốt đó chính là một bước tiến vào thối thể đệ ngũ trọng. Một bước này, đó là rèn luyện khung xương trong cơ thể làm cho xương cốt càng ngày càng cứng cỏi, do đó làm cho lực lượng cùng tốc độ đều có sự tăng phúc thật lớn. Bất quá Lâm Động mới tiến vào đệ tứ trọng không bao lâu, dựa theo dự đoán của hắn, cho dù có chất lỏng từ thạch phù tương trợ, mà muốn xuất hiện cảm giác như vậy, ít nhất cũng cần trên dưới gần 10 ngày. Nhưng, như thế nào hiện tại lại xuất hiện được cơ chứ? Chẳng lẽ nguyên cớ là do hàn khí trong cơ thể thanh đàn sao? hơi suy nghĩ một chút, lâm động đã đoán được vấn đề ở chỗ nào, lập tức trên khuôn mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, hàn khí trong cơ thể thanh đàn, cư nhiên đối với rèn luyện thân thể kỳ diệu như vậy sao? hàn khí trong cơ thể thanh đàn quá mức cường đại, có lẽ là thạch phù tự động loại bỏ cuồng bạo trong hàn khí, đem một chút hữu ích gì đó lưu lại trong cơ thể, lâm động cao mày, lúc trước lâm khiếu ở thực lực địa nguyên cấp cũng còn bị loại âm hàn chi khí này khiến cho phải tu dưỡng nửa tháng, nếu nói hắn chỉ mới thối thể đệ tứ trọng mà có thể đem hàn khí chống cự. Đó quả thực chính là chuyện nực cười, bởi vậy nghĩ tới nghĩ lui hơn phân nửa vẫn là công lao của Thạch phù này. Không nghĩ tới hàn khí trong cơ thể Thanh đàn không ngờ còn có hiệu quả như vậy, bất quá hàn khí bạo phát cũng cần một khoảng thời gian nữa. Vừa dứt lời, Lâm Động vẫn không nhịn được xì một tiếng khinh miệt, mỗi lần hàn khí bạo phát đều làm cho Thanh đàn chịu khổ đau, nếu muốn dùng đại giới này mà đổi lấy cái gọi là âm châu kia, Lâm Động tuyệt đối sẽ mặc kệ. Đem một chút ý niệm trong lòng nhanh chóng áp chế, Lâm Động lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi thẳng tắp ngã xuống giường, chợt đôi mắt dần dần nhắm lại, thạch phù ở trước ngực cũng là lại một lần nữa tản mắt ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. trong khoảng thời gian này, lâm động đối với thạch phù này cũng có một chút hiểu biết, loại hắc ám không gian khi hắn tiến vào, dường như là một cái không gian tinh thần, thân thể của hắn không thể tiến vào trong đó, nhưng hết thảy sở học ở trong lại có thể độc nhất vô nhị mang về hiệu quả. trong hiện thực, trong hắc ám không gian, bóng người cùng quang ảnh lại một lần nữa chớp động, tiếng động ba ba thanh thúy không ngừng vang lên. Lâm Động hết sức chăm chú nhìn không bỏ sót bất luận động tác gì của Quang Ảnh, thậm chí ngay cả một tia lay động rất nhỏ của thân thể cũng đều bị hắn ghi tạc vào trong đầu. Trải qua thời gian tu luyện lâu như vậy, đối với thông bối quyền Lâm Động tuy rằng không dám nói là đang phong tạo cực, nhưng cũng được cho là tiến bộ dần từng bước. Khi hắn ở trạng thái tốt, thường xuyên có thể hoàn toàn thi triển ra chín tiếng vang. Bất quá tuy nói đối với thông bối quyền cũng đã tương đối thuần thục, nhưng cái gọi là tiếng vang thứ 10 này, hắn lại vẫn như cũ mà không có tiến triển gì quá lớn ba ba. Đúng lúc quang ảnh trong tay lại một lần nữa bộc phát ra tiếng vang thứ 9, tinh thần lâm động đột nhiên tập trung cao độ hơn, mà trong một thoáng đó, thần trí của hắn cư nhiên lại xuất hiện một cảm giác hoảng hốt rất nhỏ. Cái loại cảm giác này giờ phút này hắn giống như đã biến thành một đạo quang ảnh kia, thân thể của quang ảnh mỗi một lần vận dụng lực đạo thậm chí có thể làm, cho bắp thịt run run, đều hiện ra trong đầu hắn, cảm giác thanh tỉnh hiện ra rất rõ. 3. Một đạo âm thanh vang vọng trầm thấp đến nỗi không thể nghe thấy, một lần nữa từ trong tay quang ảnh phát ra, một cỗ kình đạo mãnh liệt từ trong lòng bàn tay thành hình, cuối cùng gào thét mà phát ra uy lực thật là mạnh mẽ. Thì ra là như vậy. Hai mắt Lâm Động giờ phút này phát ra ánh sáng, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ hưng phấn, cuối cùng hắn đã phát hiện ra ảo diệu của cái gọi là tiếng vang thứ 10 rồi. Trong trạng thái kỳ dị này, Lâm Động cảm giác được rõ ràng tất cả lực đạo cùng với phương thức của quang ảnh, cái gọi là tiếng vang thứ 10 kia thì ra không phải từ trên cánh tay phát ra, mà là từ trong cơ thể phát ra. 9 tiếng vang thì bên ngoài, còn tiếng vang thứ 10 thì lại từ bên trong mà phát ra. Thông qua phương thức này, khiến cho bắp thịt cùng xương cốt phối hợp một cách hoàn mỹ, đem lực đạo tiếng vang thứ 9 kia trở nên hoàn mỹ, sau đó một lần nữa lại đẩy một cái lên đến đỉnh điểm. Cái này chính là tiếng vang thứ 10 của thông bối quyền. Thân thể Lâm Động hưng phấn đến nỗi có chút run rẩy, loại phương thức phối hợp đặc thù này, cho dù là Lâm Khiếu, chỉ sợ cũng không biết được, nếu trước đó không có loại trạng thái kỳ dị này, Lâm Động cũng không có khả năng lần mò được ảo diệu của tiếng vang thứ 10 này, dựa theo phỏng đoán của hắn, nếu thật đêm này tiếng vang thứ 10 thi triển ra mà nói, cho dù thông bối quyền này chỉ là nhị phẩm trong võ học, có lẽ cũng có thể có uy lực bất phàm. Tuy nói Lâm Động còn chưa có hoàn toàn nắm giữ tiếng vang thứ 10, nhưng đã có lĩnh ngộ, như vậy thì hắn tin tưởng sớm hay muộn sẽ đem tiếng vang thứ 10 này tu luyện thành công, mà một khi đem tiếng vang thứ 10 của thông bối quyền tu luyện thành công, điều này không thể nghi ngờ sẽ trở thành một sát chiêu của hắn. Đến lúc đó, cho dù là đối mặt Lâm Hồng siêu việt hơn hắn hai cấp, cho dù đối thủ có nguyên lực, Lâm Động cũng là có thể đánh một trận. Mỗi khi tưởng tượng đến Lâm Hồng muốn áp dụng loại thủ đoạn này, để khiến cho phụ thân hắn đồng ý cho Lâm Hồng cùng với thanh đàn thành thân, là trong lòng Lâm Động lại bốc lên lửa giận. Lúc này đây, ta muốn đem ngươi đánh cho không còn chút mặt mũi nào để nói chuyện này nữa. Lâm Động cười lạnh một tiếng, chợt sắc mặt trang nghiêm mà đứng dậy, tư thế thông bối quyền lại một lần nữa thi triển. Hiện tại hắn cùng với Lâm Hồng vẫn còn có một chút tranh lệch quá xa, cho nên còn phải cố gắng thật nhiều. Ba ba. Trong không gian hắc ám, thiếu niên kia một lần nữa thi triển dáng người như viên hầu, mồ hôi tuôn ra như mưa, giống như chẳng biết mệt mỏi là gì, một lần lại một lần thi triển ra thông bối quyền, tiếng động ba ba thanh thúy quanh quẩn trong không gian không ngớt. Hắn phải nhanh nhanh một chút đem tiếng vang thứ 10 này hoàn toàn nắm trong tay. Chương 13: Chữa thương. Trong mấy ngày kế tiếp, cuộc sống lâm động lại một lần nữa trở về như quy luật như trước đây ban ngày điên cuồng tu luyện một khi cảm thấy được mệt mỏi chống đỡ hết nổi hắn nhanh chân chạy vào bên trong sơn động không quá nửa giờ sau liền vui vẻ chui ra tinh lực dồi dào rời khỏi sơn động một bộ thông bối quyền uy vũ sinh phong được thi triển ra làm cho không gian rừng rậm này không ngừng vang lên âm thanh thanh thúy ba động tu luyện với cường độ cao như thế tính luôn trăng đồng lứa tại lâm gia chỉ sợ không có người nào đạt tới được dù sao tác dụng của thạch phù kia cho dù là linh dược tam phẩm bình thường so ra vẫn kém hơn nhiều với lại cũng là bởi vì do bị pha loãng nên loại chất lỏng này tương đối ôn hòa sẽ không đối với thân thể có nửa điểm thương tổn ý nói ngược lại nó rất thích hợp cho người bắt đầu tu luyện giống như lâm động mà vào lúc ban đêm lâm động lại lần nữa tiến vào bên trong không gian hắc ám tinh thần kia ở nơi đây rèn luyện một lần lại một lần thông bối quyền càng phát ra thuần thục hơn dưới sự tu luyện như mất ăn mất ngủ kia thông bối quyền cũng có tiến triển tương đối to lớn đến hiện tại lâm động đã có thể dần dần thuần thục nắm giữ chín tiếng vang thậm chí ngay cả tiếng vang thứ 10 kia đều đã lĩnh ngộ càng lúc càng sâu hơn, tuy nói như cũ vẫn không có tu luyện thành công, nhưng Lâm Động lại hiểu được, cái kia chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà có lẽ bởi vì lần trước Lâm Động bày ra thực lực kinh khủng, khiến Lâm Sơn vốn đã mấy năm nay Lâm Sơn luôn tìm đến phiền toái, nhưng hôm nay cũng không dám xuất hiện tại trước mặt Lâm Động một lần nữa, hắn nghĩ đến liền hiểu được, hiện tại mà đi tìm phiền toái, cũng chỉ là tự mình đi tìm thuốc lấy cực khổ mà thôi lâm sơn thu liễm cũng làm cho lâm động trong khoảng thời gian này thanh tịnh không ít lúc này mới khiến cho hắn có thể an tâm đem toàn bộ tinh lực quẳng ném lên trên tu luyện trong chớp mắt thời gian một tuần đã trôi qua đây là khoảng thời gian vô cùng yên ắng cùng sung tích cứ như thế lặng yên mà trôi qua mà trong những ngày này lâm động cũng đã tìm kiếm cơ hội muốn đem chất lỏng từ thạch phù cho lâm khiếu sử dụng bất quá bởi vì trong khoảng thời gian này lâm khiếu một mực chạy ra bên ngoài làm cho cơ hội của hắn cũng không nhiều lắm cho nên hắn cũng chỉ tạm thời áp chế ý niệm trong lòng. Nhưng, loại tình huống này kéo dài cho đến ngày thứ 8, Lâm Động cuối cùng cũng không thể nhẫn nại được nữa, bởi vì Lâm Khiếu một lần nữa bị thương. Ngay khi đang còn luyện công thì Lâm Động nghe được thanh âm đầy lo lắng của Thanh Đàn, cơ hồ đầu của hắn vù vù ngay đương trường, sau đó vội vàng chạy như bay về nhà, xông vào phòng, đã nhìn thấy Lâm Khiếu đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng, trên quần áo có nhiều vết máu thẩm thấu từ trong da cha hôm nay đi vào núi hái thuốc, kết quả gặp được một đầu yêu thú lợi hại. Ở phía sau lâm động, thanh đàn với đôi mắt đỏ hoe thấp giọng nói. Nghe vậy, một cổ ái náy từ trong tâm lâm động trào ra, trong mắt cũng không chịu được hiện lên chút điểm hồng. Nam nhân khóc thì có cái gì tốt chứ, chẳng qua chỉ bị thương thôi mà lâm khiếu đã nhìn thấy lâm động đứng ở cửa, thân thân thoáng muốn ngồi dậy, vừa muốn bày ra một bộ mặt nghiêm khắc, lập tức từ miệng vết thương truyền đến một trận đau nhức, làm cho hắn biểu hiện có chút vặn vẹo. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại. Chấm cơm, đến hiện giờ cũng còn cậy mạnh à, linh dược này ta trước hết giúp ngươi sắc, nấu liễu nghiên ở một bên giận dữ trừng mắt liếc nhìn Lâm Khiếu một cái, sau đó không nói không rằng nắm lấy một gốc thảo dược màu xanh ở bên cạnh. Ai, đó là của Động Nhi mà thấy thế, Lâm Khiếu quính lên, gấp gáp nói. Mẹ, để con đi sắc thuốc cho, mẹ cùng với Thanh Nhi trông cha một chút nha. Lâm Khiếu vừa dứt lời thì Lâm Động đã vọt vào rồi, đoạt lấy gốc thảo dược từ trong tay liễu nghiên sau đó bỏ lại một câu nhanh nhẹ vọt ra ngoài không chút quay đầu lại tiểu tử này nhìn thấy lâm động chạy nhanh còn hơn con thỏ lâm khiếu cũng dở khóc dở cười bất đắc dĩ lắc lắc đầu trong lòng thoáng có điểm lo lắng lâm động sau khi chạy đi không lâu một lần nữa quay trở lại nhưng lúc này trên tay hắn đang bưng một bát nước thuốc trong bát đó đựng nước thuốc màu xanh lá từ rất ra đã có thể ngửi thấy hương thơm xuất phát từ đó cha uống hết bát nước thuốc này đi lâm động cười cười đi tới Ai, tên tiểu tử nhà ngươi, Lâm Khiếu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bất quá hiện tại cho dù có đau lòng đi nữa cũng không có nửa điểm tác dụng, hắn cũng chỉ có tiếp nhận bát thuốc mà thôi, sau đó cũng không nói gì nhiều, một ngụm rót nước thuốc vào trong miệng. Nhìn Lâm Khiếu đã uống hết bát nước thuốc, tại trong mắt Lâm Động đã hiện lên một chút bức thiết chi sắc, trong bát thuốc kia, dĩ nhiên hắn đã trà trộn vào chất lỏng từ thạch phù, chỉ là không biết, linh dịch của thạch phù kia đối với thương thế Lâm Khiếu, đến tột cùng là có thể trợ giúp một vài phần hay không ca một ngụ uống hết bát nước thuốc, Lâm Khiếu đem cái bát bỏ xuống, nhìn thẳng Lâm Động đang nhìn chằm chằm bản thân mình, sắc mặt vừa muốn nghiêm lên, nhưng đột nhiên sắc mặt của hắn trở nên đỏ ửng giống như đang bị hỏa thiêu. Cha, nhìn thấy Lâm Khiếu đột nhiên biến thành bộ dáng như vậy, thanh đàn ở một bên tức khắc sợ tới mức hoa dung thất sắc. Phốc suy, tại khuôn mặt hiện lên thất sắc của Liễu Nghiên và thanh đàn, nhiệt độ trên thân thể Lâm Khiếu càng lúc càng cao, sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ lên, sau một lát, trên miệng đột nhiên há ra, một ngụ máu đen tanh hôi trực tiếp phun ra. Khiếu ca, chàng không sao chứ. Thấy lâm khiếu không ngờ lại hộc máu, liễu nghiên vội vàng nhào tới, trong mắt nước mắt tuôn ra như suối. Lâm khiếu là trụ cột gia đình, hắn nếu có điều gì đó xảy ra ngoài ý muốn, thì cô nhi quả phụ làm thế nào để sống đây? Lâm khiếu hơi thở dồn dập đến gấp gáp, sắc đỏ trên khuôn mặt nhanh chóng rút đi, một loại sắc thái chiếm đóng nó đích xác là loại hồng nhuận khỏe mạnh. Thương thế của ta, lâm khiếu ngơ ngác nhìn bàn tay của chính mình. Trong thoáng chốc này, hắn có thể cảm giác được, tại bên trong cơ thể vết thương trầm tích đã mấy năm rồi, cư nhiên giờ phút này đã bị nhạt phai đi rất nhiều. Cái loại cảm giác khí huyết thông thuận này, khiến cho Lục Phủ ngũ tạng tại bên trong thân thể hắn, một lần nữa đều tràn đầy lực lượng mênh mông, có cảm giác như vậy, hắn đã rất nhiều năm rồi không có nếm thử qua a. À. Liễu Nghiên, ta, thương thế của ta, thương thế của ta, Lâm Khiếu cũng bởi vì quá kích động mà cả người run lẩy bẩy, hắn cầm lấy hai tay Liễu Nghiên, vốn lời nói không bao giờ tùy tiện khuôn mặt không cười mà giờ phút này cũng đã bắt đầu hiện lên vẻ mừng như điên liễu nghiên cũng bị bộ dáng đầy kích động như vậy của lâm khiếu mất một lúc mới hồi phục lại thanh tỉnh trên gương mặt đã nảy lên một tia khó có thể tin được thương thế của chàng tốt lên phải không ân ân nhanh nhanh thanh âm lâm khiếu bởi vì kích động mà có chút không liền mạch cuối cùng hắn rốt cục cũng nhịn không được giang hai tay ra ôm liễu nghiên vào trong lồng ngực ngửa mặt lên trời cười to trong tiếng cười còn có mang theo sự giải thoát và chua sót không đếm được Mấy năm nay, bởi vì thương thế trong cơ thể, nên thực lực của hắn chưa từng tăng lên dù là một tí xíu. Tuy rằng ở bên ngoài thì mạnh mẽ giả bộ không thèm quan tâm, nhưng dù ai đó cũng có thể cảm giác được, người mà trước đây tại lâm gia có khí phách nhất tao nhã nhất, đang dần dần bị sự chản nản thay thế. Bất quá, ông trời không tuyệt đường người, không nghĩ tới, thương thế kia qua mấy năm vẫn không có bất cứ động tĩnh hồi phục nào, nhưng vào hôm nay, cư nhiên xuất hiện biến hóa như vậy. Nhìn cha mẹ đang vui mừng ôm nhau mà khóc, lầm động cũng lo lo nước mắt, sau đó nhếch miệng cười, linh dược từ thạch phù đích xác hiệu quả, vượt xa xa qua dự đoán trước đây của hắn, ngày sau chỉ cần phục dược thêm vài lần nữa, chắn chắc sẽ trị liệu thương thế lâm khiếu hoàn toàn khỏi hắn, cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Mà đến lúc đó, một khi thương thế khỏi hẳn, thực lực lâm khiếu đã dừng lại ở trước đây, tất nhiên sẽ một lần nữa bành trướng. Lâm động trong lòng thở nhẹ ra một hơi, sau đó nắm tay thanh đàn, ở một bên trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ vui sướng tràn đầy, chậm rãi rời khỏi phòng. Rát Chi. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Lâm Động trên khuôn mặt cũng hiện lên chút mỉm cười, thanh âm lẩm bẩm chỉ đủ cho một mình nghe, nói, "Cha, yên tâm đi, ngài nhất định sẽ trở thành trụ cột Lâm ra một lần nữa." Chương 14, Ngũ đẳng âm sát khí. Hiệu quả của chất lỏng từ thạch phù đối với thương thế Lâm Khiếu, điều nằm trong dự liệu Lâm Động, ngắn ngủi không tới 5 ngày thời gian, trên khuôn mặt luôn tồn tại bệnh tật cùng tái nhợt đến mấy năm, chính là từ từ biến mất, thay vào đó là một loại hơi thở tràn đầy sinh cơ. Một lần nữa hiện diện trên thân thể Lâm Khiếu. Thương thế Lâm Khiếu cũng từ từ khôi phục, hiển nhiên tin tức này khiến người nhà là người phấn chấn nhất, bất kể như thế nào, dù sao Lâm Khiếu vẫn là trụ cột trong nhà, nếu hắn ngã xuống, cuộc sống cô nhi quả phụ đúng là không thật tốt. Mà bởi vì thương thế khôi phục, tâm bệnh đã bị đè nén trong lòng nhiều năm qua lập tức biến mất, Lâm Khiếu xưa kia không nói tùy tiện, khuôn mặt không cười lúc này đã bày ra bộ dáng khóc lóc như trẻ con, nhìn ra được, trong lòng hắn đúng là rất kích động. Đối với biến hóa lâm khiếu, lâm động trong lòng tự nhiên cũng tràn đầy vui mừng, thường ngày tu luyện cảm thấy sức sống càng thêm dư thừa hơn. Trong khoảng thời gian này, cái chất lỏng ở trong thạch trì, từ thạch phù kia, cũng đã triệt triệt để để chậm rãi tiêu tán, vì vậy lâm động chỉ có thể bắt đầu mang chất lỏng từ thạch phù nhỏ giọt xuống, bất quá may mắn là một giọt chất lỏng từ thạch phù, có thể để cho hắn hấp thu tiêu xài mười mấy ngày, lấy tốc độ thạch phù ngưng tụ linh dịch, vẫn còn chống đỡ rất tốt. Sự tiến triển tu luyện của Lâm Động bởi vì do có linh dịch thạch phù cộng với bản thân chăm chỉ, vẫn luôn duy trì tốc độ như thường ngày. Trong mười mấy ngày này, xương cốt trong cơ thể hắn truyền ra một loại cảm giác đau nhức ngứa ngáy càng lúc càng dày hơn, cái loại cảm giác này, thoạt nhìn như có vô số con kiến đang không ngừng gặm nhấm xương tủy của hắn vậy. Cảm giác thật sự rất là khó chịu, nhưng đây đối với Lâm Động mà nói, đều là tin tức cực tốt, bởi vì hắn hiểu được, đây là tu luyện đến thể khung xương mới xuất hiện loại tình huống này, mà xuất hiện tình huống như thế vậy nói cách khác hắn đang rèn luyện bắt đầu từ da xâm nhập đến tận xương cốt đợi cho loại đau nhức này lên đến đỉnh điểm như vậy xương cốt của hắn đã bước đầu được cường hóa khi đó thật sự mới bước chân vào thối thể đệ ngũ trọng dĩ nhiên loại cường hóa này phải cần thời gian không ngắn mặc dù lâm động có linh dịch thạch phù phụ trợ nhưng có lẽ không đến một tháng cũng đều không thể hoàn thành được một bước này thời gian không ngắn nhưng lâm động cũng đã hưởng thụ được đối với loại lực lượng cơ thể cảm giác rõ được tăng cường lên từng ngày, mà tu luyện điên cuồng hơn, tự nhiên cũng không thể thiếu thông bối quyền khi thi triển ra càng ngày càng thuần thục. Thông bối quyền chín tiếng vang, Lâm Động trải qua vô số chu luyện cùng với sự chỉ dạy của Quang Ảnh Hoàn Mỹ kia, đã miễn cưỡng có thể đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh, lúc thi triển cũng là hạ bút thành văn, khí thế hơi có chút bất phàm. Nhưng tiếng vang thứ 10, trong những ngày qua tình hiểu, Lâm Động đối với lĩnh ngộ kia càng ngày càng sâu hơn, có đôi khi khi thi triển ra trong lúc mơ hồ cũng có thể phát ra tiếng vang, tuy nói thanh âm phát ra còn không giống như quang ảnh truyền ra từ trong cơ thể là cứng cáp trầm thấp, nhưng xem như sự tiến bộ lên không ít. 333. Trong khoảng rừng trống trải, một đạo thân ảnh linh hoạt như con khỉ, hai cánh tay giản ra, có âm thanh thanh thúy không ngừng quanh quẩn tại trong rừng. Sáu tiếng vang, đánh. Xong một bộ quyền pháp, có khoảng 6 đạo tiếng vang được phát ra. Tốt, không tệ, Lâm Khiếu nhìn Lâm Động đang thu công mà hài lòng gật đầu có thể trong vòng một tháng thời gian, đem thông bối quyền tu luyện tới 6 tiếng vang, cái tốc độ này đã là tương đối không chậm rồi. Hắc hắc lâm động cười hắc hắc, nhưng trong lòng thì âm thầm cười trộm, nếu như lâm khiếu biết được hắn nhưng thật ra có thể đánh ra 9 tiếng vang, thậm chí là tiếng vang thứ 10 mà nói, kia không biết có thể hay không ngất xỉu tại chỗ. Cha, gần đây xem ra khí sắc cũng không tồi a, à. thương thế toàn bộ đã lành hẳn chưa? Lâm động lau mồ hôi trên trán, cười nói, ha ha, không sai biệt lắm, Đối với loại câu hỏi này của Lâm Động, nếu là đặt ở trước đây nửa tháng, Lâm Khiếu tất nhiên sắc mặt sẽ âm trầm xuống, nhưng hiện tại, hắn không thể nào, ngược lại trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười khó tìm thấy được. Nghe vậy, trong lòng Lâm Động cũng vui mừng lên, nói, "Cha, nói vậy sẽ nhanh chóng có thể khôi phục lại thiên nguyên cảnh sao?" Lâm Khiếu trầm ngâm một chút, sau lại lắc lắc đầu, cười khổ nói, "Nào có dễ dàng như vậy chứ, thương thế theo năm tháng càng thêm nặng, tuy nói gần đây chẳng biết vì sao thương thế lại nhanh chóng giảm bớt đến nhiều thế." nhưng dù sao cũng còn sót lại một chút di chứng, về phần có thể hay không lần nữa bước vào thiên nguyên cảnh, còn phải xem vận khí như thế nào mới được nói thì nói vậy thôi, nhưng Lâm Khiếu hiển nhiên cũng có lòng tin không hề nhỏ, bất kể nói như thế nào, hắn năm đó được xem là nhân vật thiên tài trong Lâm gia, cho dù những năm này nửa bước cũng không đi vào, chỉ là bởi vì do thương thế, chỉ cần thương thế tốt một chút, mọi việc hết thảy đều có thể. Lâm Động gật gật đầu, Thiên Nguyên cảnh dõi mắt cả toàn Thanh Dương trấn, cũng là đứng vào cao thủ thượng thặng, muốn khôi phục lại như xưa, đúng là không phải miệng nói được là được. Cha, hai ngày trước con ở trong rừng tìm kiếm được đồ chơi này, người nhìn một chút đi. Lâm động ánh mắt đảo qua một vòng, đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một hạt trâu màu trắng cỡ bằng cây đậu, sau đó đưa qua cho Lâm Khiếu. Lâm Khiếu cũng không để ý làm chi, chỉ tiện tay nhận lấy thôi, liếc mắt một cái, vừa muốn trả lại, chợt cảm giác được một cổ âm sát khí tinh thuần từ trong hạt trâu thẩm thấu ra, lập tức sắc mặt trở nên kịch biến. Ngũ đẳng âm sát khí, Lâm Khiếu ngơ ngác nhìn hạt châu màu trắng ở trong lòng bàn tay, trong ánh mắt lập tức xông lên vẻ khiếp sợ. Ngũ đẳng âm sát khí? Lâm Động tò mò nói, bởi vì không chỉ cấp độ kia còn có một nguyên nhân khác nữa, vì vậy, đối với cái gọi là âm sát khí, hắn biết được cũng không nhiều lắm. Thứ này từ đâu mà có được thế? Lâm Khiếu ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Động, thần sắc có chút kích động nói, nhặt được nó ở trong núi, Lâm Động lẩm bẩm nói, mặc dù hoàn toàn tin tưởng phụ thân nhưng hắn luôn cảm giác được thạch phù này có chút bất phàm, nếu như để truyền ra một chút tiếng gió, có lẽ sẽ mang tới họa diệt môn, đây là chuyện cũng không phải không thể nào xảy ra. Nghe vậy, Lâm Khiếu ngẩn ra, chợt cười khổ gật gật đầu, bảo bối bực này, nếu có một số lượng nhiều hơn, vậy đúng là hy vọng quá mức xa vời. Cha, ngũ đẳng âm sát khí là cái gì? Lâm Động hỏi. Trong thiên địa, âm sát khí cùng với dương cương khí được chia làm cửu đẳng, loại kém nhất là nhất đẳng, cao nhất là cửu đẳng, mà loại cao thủ địa nguyên cảnh hấp thu âm sát khí trong thiên, địa, nhiều lắm là đạt đến cấp bậc nhị đẳng hoặc là tam đẳng, ta trước đây hấp thu âm sát khí cũng bất quá tới tam đẳng mà thôi, Lâm Khiếu trên mặt lộ vẻ nhớ lại, nói: "Ngươi nhặt được âm châu này ở bên trong nó có ẩn chứa âm sát khí, dựa theo phán đoán của ta, loại này đạt đến ngũ đẳng cấp bậc, đây đối với cao thủ địa nguyên cảnh mà nói, tuyệt đối lực hấp dẫn cực đại, địa nguyên cảnh hấp thu âm sát khí, thiên nguyên cảnh hấp thu dương cương khí." Sau đó âm dương giao thái, ngưng tụ thành nguyên đan lâm khiếu liếm liếm miệng. Nói tiếp, người có lẽ không biết, đồng dạng là nguyên đan cảnh, nhưng phẩm chất lại được phân chia cao thấp, phân chia rất rõ ràng. Có 9 loại, được gọi là cửu tinh nguyên đan, nhất tinh nguyên đan là kém nhất, về phần cửu tinh nguyên đan. Bản thân ta chưa từng nghe nói qua tại Đại Viêm, Vương Triều có loại người có phẩm chất nguyên đan này tồn tại, mà cũng có lẽ do bản thân ta cô văn quả lậu cũng nên, điều cuối cùng phẩm chất nguyên đan kia cũng quyết định bởi ngươi đối với địa nguyên cảnh hoặc thiên nguyên cảnh, lúc hấp thu âm sát khí và dương cương khí là ở cấp bậc nào, cho nên nói, địa nguyên cảnh và thiên nguyên cảnh đều là vì khi tiến nhập nguyên đan cảnh, làm cơ sở để xúc tích lâm động nghe xong mà âm thầm chắc lưỡi, không nghĩ tới âm sát khí cùng dương cương khí lại trọng yếu như thế. Bạn đang đọc chuyện được copy tại âm châu, này của ngươi nếu mang nó đi ra ngoài mà nói, sợ là khiến không ít cao thủ địa nguyên cảnh ngắm nghĩa A, ngũ đẳng âm sát khí, hắc, không dễ tìm đây mà lâm khiếu nói hắc hắc cha vừa lúc cũng đang địa nguyên cảnh âm châu này cha cầm lấy mà dùng đi lâm động cười hắc hắc nói nghe vậy lâm khiếu với nét mặt già nua cũng đỏ lên chợt ho khan một tiếng cũng không chút khách khí bàn tay vừa lật liền đem âm sát khí thu hồi âm sát khí này đối với hắn mà nói thật sự rất trọng yếu nhìn thấy lâm khiếu nhận lấy âm châu trong lòng lâm động lại lần nữa cười thầm chợt chân mày ngưng lại âm châu này là hàn khí từ trong cơ thể thanh đàn thẩm thấu ra ngưng tụ mà thành chỉ là một chút ít hàn khí gì ra thôi, nhưng lại đạt đến cấp bậc ngũ đẳng. Vậy không biết, hàn khí trong cơ thể thanh đàn sẽ đáng sợ đến bực nào đây? Hàn khí đáng sợ như thế? Sao lại ở trong thân thể thanh đàn? Vậy đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Chương 15, Thối thể đệ ngũ trọng. Trong những ngày nắng hạ trói trang, một tháng đã qua nhanh như bóng câu ngang cửa sổ. Trong một tháng này, Lâm Động lại tiếp tục lấy thêm nước thuốc thạch phù linh dịch về cho Lâm Khiếu. Dưới công dụng kỳ diệu của dược thủy này, thương thế đã tồn tại bấy lâu trong cơ thể của Lâm Khiếu, dường như đã khôi phục hoàn toàn, làm cho nỗi u sầu và chán trường từ trước đến nay của ông hầu như đã biến mất. Trong thời gian này, thành tựu luyện thể của Lâm Động cũng tăng lên một cách thần kỳ. Dưới sự tác động của thạch phù linh dịch, cảm giác ngứa ngáy và đau nhức, như dòi bọ đục từng lóng xương trong cơ thể của Lâm Động càng ngày càng dữ dội. Hơn nữa, dưới những cơn đau này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thể trạng và lực lượng đều tăng trưởng nhanh chóng. Cảm giác này làm cho Lâm Động hết sức vui sướng, bởi vì hắn hiểu được mình sẽ rất nhanh có thể đạt tới thối thể, đệ ngũ trọng chân chính. Vù, vù, bên trong một sơn động mát mẻ, một thân ảnh đang vẻn vẹn dùng song chỉ ấn lên nền đất, hai chân song song với mặt đất, chỉ bằng lực lượng của song chỉ mà chống đỡ thân thể đang không ngừng rung động. Mồ hôi tuôn ra làm quần áo của hắn ướt đẫm, chảy thành từng dòng trên khuôn mặt hắn rồi tuôn xuống đất, tạo thành một vũng nước nhỏ. Phanh, phanh, bắp thịt toàn thân của hắn lúc này nổi lên cuồn cuộn, bất quá ước chừng sau nửa giờ, Lâm Động cuối cùng đã hoàn toàn kiệt sức, cánh tay mềm nhũn ra, thân thể ngã xuống, nằm xoài trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển. Mỗi bộ vị trên thân thể đều truyền đến một cảm giác vô lực tuyệt đối, càng ngày càng kéo dài. Phốc, Lâm Động cắn răng, nhẫn nại hết sức, cố gắng ngượng thân thể đang bùn rùn vì kiệt lực dậy, sau gió cũng không cởi quần áo, lê thân hình vào bên trong thạch trì. Khi Lâm Động lọt vào thạch trì, trong ao lập tức trào ra bọt khí màu đỏ nhạt, sau đó vô khổng bất nhập. Không chừa một lỗ nào trên thân thể lỗ ấy cũng vào à? Gớm. DG chui vào những lỗ chân lông trên người của Lâm Động. Lâm Động duỗi thẳng tứ chi, phiêu phủ trên mặt thạch trì. Hiện tại, hắn chỉ có khả năng hấp khí để bổ sung lực lượng và có thể cảm nhận được tất cả tế bào trong người giờ đều phát ra âm thanh phản đối. Nhưng sự kháng nghị này, khi được chất lòng màu đỏ chảy qua lập tức biến thành một sự tham lam cực độ, điên cuồng thôn phệ từng ngụm từng ngụm một lâm động nhắm mắt lại tận tình hưởng thụ cảm giác cạn kiệt rồi được bổ sung này vừa muốn duỗi lưng một cách lười biếng thì thân thể hắn không khống chế được nên kịch liệt run rẩy một cơn đau nhức từ tận trong xương tủy kéo đến rồi lan nhanh ra mỗi bộ vị trên thân thể hắn cơn đau thình lình ập đến làm cho lâm động nghiến chặt hàm răng nhưng trong nháy mắt sắc mặt hắn lại hiện lên vẻ mừng như điên muốn đột phá cảm giác này chính là cảm giác lâm động rất mong chờ trong một tháng nay cơ hội để đột phá cơn đau nhức nhanh chóng lan tràn loại cảm giác này giống như xương tủy của bản thân bị một mũi khoan bằng kim cương rùi thẳng vào bên trong. Ở thời khắc này, Lâm Động có thể nhận thấy rất rõ, cốt cách trong cơ thể tựa hồ ngày càng trở nên mạnh mẽ và cứng cáp dưới một tốc độ chậm rãi. Cơn đau đến cũng nhanh, mà đi cũng nhanh, bất quá chỉ duy trì trong 5 phút thời gian thì đã nhạt đi dần dần. Cùng với sự biến mất của cơn đau, tinh thần của Lâm Động đột nhiên trở nên phấn chấn, thân hình nhảy lên, đứng thẳng trong thạch trì, mà bên trong cơ thể bắt đầu vang ra từng âm thanh lách cách thanh thúy. Thân thể vốn cao lớn của hắn giờ đây dường như lại được tăng lên một chút, nhìn qua lại càng thêm cường tráng. Ba, 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 vừa rơi xuống đất, Lâm Động lập tức thi triển ra bộ thông bối quyền mà hắn đã vô cùng thuần thục. Âm thanh thanh thúy kia càng liên tục vang vọng trong sơn động, ẩn ở bên trong hàm chứa lực đạo cường mãnh, còn hơn lúc trước nhiều, hiển nhiên là còn mạnh hơn một bậc. Phanh, Đợi đến tiếng vang thứ 9 kết thúc, Lâm Động đánh mạnh một quyền lên khối nham thạch, chỉ thấy tảng đá kia lập tức nứt ra vài cái khe. Sau khi tiến vào thối thể đệ ngũ trọng, bất luận là cường độ thân thể hay lực lượng thì đệ tứ trọng cũng không cách nào so sánh được. Nhìn thấy tràng cảnh này, Lâm Động cũng khẽ tươi cười, vừa định thu công trở lại, trong lòng chợt động, thủ thế chưa thu về mà ngược lại hắn nhắm chặt đôi mắt, cảm thụ kinh đạo đang xuyên qua từng bắp thịt lẫn cân cốt một cách quỷ dị. Trong lúc đang cảm thụ, thân thể của Lâm Động theo luồng kinh đạo đang chảy xuôi qua, lại xuất hiện những dao động rất nhỏ, thậm chí tự y phục đến làm da đều giống như nổi lên từng gợn sóng rất nhẹ. Tất cả cơ nhục trong người đều giống như bị thổi phồng lên, phát ra một tầng lực lượng mạnh mẽ, cuối cùng nhanh chóng ngưng tụ lại trên cánh tay của Lâm Động. 3. Khi lực lượng dũng mãnh tầng tầng lớp lớp tràn đến nắm tay của hắn, đôi mắt đang nhắm lại của Lâm Động đột nhiên mở ra, một âm thanh răng rắc cực nhỏ từ trong cơ thể hắn lặng yên truyền đến. Âm thanh này cũng không lớn lắm, nhưng lại hàm chứa lực lượng cương mãnh tràn ngập, phanh lực tới quyền ra. Lâm Động hít sâu một hơi, quát khẽ một tiếng, trực tiếp hung hăng đánh mạnh một quyền lên tảng đá cứng rắn trước mặt. Một âm thanh trầm thấp vang lên, từng khe nứt trên tảng đá nhanh chóng lan ra, cuối cùng nghe bịch một tiếng rồi bạo liệt vỡ vụn. Uy lực thật mạnh. Lâm Động trợn mắt há mồm nhìn tảng đá kia bị vỡ ra tứ phân ngũ liệt, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. Loại uy lực này quả thật có thể so sánh với một số loại võ học tam phẩm tiểu thừa. Tiếng vang thứ người của thông bối quyền cư nhiên lại cường mãnh như vậy. Một lát sau, cuối cùng Lâm Động cũng hồi phục lại tinh thần, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Đây chính là lần đầu tiên hắn thi triển được tiếng vang thứ 10, mà uy lực kia cũng làm cho hắn hiểu được tại vì sao tiếng vang thứ 10 cư nhiên lại khó tu luyện đến như vậy, thì ra lại có uy lực đến bậc này. Dựa theo phỏng đoán của Lâm Động, nếu hiện tại hắn gặp Lâm Hồng, chỉ cần bằng vào tiếng vang thứ 10 của thông bối quyền, thì có thể đối chiến mà không phân cao thấp. Tam phẩm võ học, cho dù đối với Lâm gia mà nói, cũng chỉ có vài loại ít ỏi mà thôi hiện tại, trong lứa thiếu niên đồng bối, người có tư cách tu luyện chỉ sợ rằng thật sự muốn tìm cũng không được. Hắc, hắc, Lâm Hồng, người cứ chờ mà xem, nhớ lại ngày đó, Lâm Hồng mạn bất kinh tâm, cường ngạnh bắt thanh đàn làm vật của hắn. Nhớ đến hình dáng đáng hận của hắn, Lâm Động không nhịn được mà siết chặt nắm tay, cúi đầu cười lạnh, sau đó hướng mắt về Thạch Trì, rồi cau mày. Trải qua một thời gian dược Thạch Trì tẩy lễ, hắn phát hiện ra Thạch phù linh dịch ngày ngày càng trở nên bị loãng, đã bắt đầu xuất hiện sự hao hụt hiệu quả so với thời điểm bắt đầu xa xa cũng không bằng được. Xem, ra, thạch phù linh dịch, bị thạch trì pha loãng đã không còn đủ cho nhu cầu hiện tại của ta. Sau này muốn nhanh chóng đạt đến giai đoạn quan yếu, thối thể đệ lục trọng, có lẽ chỉ có khả năng sử dụng thạch phù linh dịch đầy đủ mà thôi. Thối thể đệ lục trọng, xem như là quan ải trọng yếu nhất trong bước đầu tu luyện. Đã đạt đến tầng thứ này, đó chính là có thể tu luyện ra căn nguyên của nguyên lực, cũng là mới có thể được tính là bước vào cánh cửa lưu luyện. Bởi vậy, tầm quan trọng của nhất trọng này không cần nói thì cũng hiểu được. Bạn đang đọc truyện tại HTTP, Chu Yên Phun. Vên lâm động lộ vẻ trầm ngâm. Sau đó, lấy một cái chai trong suốt từ trong người ra, thạch phù linh dịch chứa bên trong hầu như đã bị rót mất một nửa. Nhìn số lượng thạch phù linh dịch đầy đủ còn lại, khóe miệng lâm động mới nở một nụ cười yên tâm. Chương 16, Bát Hoang Trưởng Kể từ khi thuận lợi đột phá đến thối thể đệ ngũ trọng, tốc độ tu luyện điên cuồng của lâm động đã chậm hơn rất nhiều, Tuy rằng có thạch phù linh dịch tương trợ, nhưng dù sao mọi việc cũng đều có giới hạn của nó, cố gắng vượt qua cũng chỉ là lợi bất cập hại. Vì vậy ở những ngày tiếp theo, Lâm Động vô cùng nhàn nhã, thời gian rảnh rỗi hắn chỉ một mực chui luyện thông bối quyền, cho đến mức lô hỏa thuần thanh. Trải qua lĩnh ngộ ngày trước, hiện tại Lâm Động đã có thể thuận lợi đem thông bối quyền phát ra 10 tiếng vang, bất quá chuyện này cũng chỉ có mình hắn biết, dù sao đây cũng là chiêu sát thủ của hắn, không thể để lộ ra ngoài. Cứ như vậy, sau vài nghỉ ngơi và khôi phục, Lâm Động mới tiếp tục bắt tay vào tu luyện. Tuy nhiên lần này hắn không còn đến thạch trì ngâm mình nữa, bởi thạch trì lúc này đã không còn tác dụng nhiều với hắn. Bởi vậy, Lâm Động tính toán chuẩn bị chính thức phục dụng thạch phù linh dịch. Đối với ý định này, Lâm Động phải do dự trần trừ mất một ngày mới đưa ra quyết định như thế. Thạch phù linh dịch ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng đậm, chỉ sợ tam phẩm linh dược cũng còn thua xa. Dược lực cường hãn như vậy, chỉ cần có chút sơ sẩy, rất có thể sinh ra phản thể làm tổn hại đến thân thể. Nhưng nếu không làm như vậy, nếu chỉ dựa vào việc pha loãng thạch phù linh dịch, hiệu quả mang đến cho hắn là không đáng kể. Thời gian đến tộc hội chỉ còn hơn 3 tháng, Lâm Động phải cố gắng tiến nhập thối thể đệ lục trọng trước khi tộc hội diễn ra. Có như thế hắn mới nắm chắc việc đả bại Lâm Hoành, nếu không một khi Lâm Hoành chiếm được thành tích cao, tất sẽ dùng quyền lợi của mình mà hướng về gia tộc Thỉnh Cầu hôn sự với Thanh đàn. Đến lúc đó, vạn nhất Lâm Khiếu không đồng ý sẽ xảy ra chuyện không hay, đây không phải là kết quả mà Lâm Động muốn thấy cho nên để ngăn chặn chuyện này phương pháp duy nhất chính là đánh cho lâm hoành không còn mặt mũi nào mà mở miệng dẫu rằng lâm động cực kỳ không thích lâm hoành nhưng dù gì hắn cũng có vài phần năng lực vài tháng trước hắn đã bước vào thối thể đệ lục trọng ai mà biết được trước thời điểm tộc hội hắn có tiếp tục tinh tiến hay không cho nên lâm động phải chuẩn bị mọi việc cho chu toàn với những lo lắng đó việc dùng thạch phù linh dịch để tu luyện hiển nhiên là điều không thể tránh khỏi ực ừ, ực ừ, trong phòng lâm động nhìn chén chất lòng màu đỏ thẫm trước mặt thở dài một hơi, sau đó cắn răng bưng chén lên, ưng ực nuốt vào miệng. Theo chất lỏng màu đỏ thấm dẫn vào cơ thể, cảnh vật trước mặt lâm động cơ hồ đều chuyển thành một màu lửa đỏ, một làn khói trắng bốc lên từ đỉnh đầu hắn, lượn lờ bay lên cao. Lách, cách, hàm răng lâm động không ngừng lách cách va chạm, chất lỏng màu đỏ thấm sau khi trôi vào bụng dường như đã biến thành nham tương, mang theo cảm giác nóng bỏng chạy dọc xuống bụng hắn. Cảm giác bỏng rát đó khiến hắn gần như không thể chịu đựng nổi hai cánh tay của hắn gắt gao ôm lấy thân thể, cả người co quắp ngã xuống. Hắn thống khổ co rút người lại, nhẫn nại chịu đựng sự đau đớn truyền ra từ trong thân thể. Trong phòng, một thân ảnh thống khổ lăn qua lăn lại trên mặt đất, hô hấp khó khăn, khàn giọng rên rỉ nho nhỏ, hắn sợ rên rỉ quá lớn sẽ làm kinh động đám người Lâm Khiếu. Loại hành hạ phi nhân tính này còn kéo dài chừng 10 phút mới từ từ giảm bớt. Theo tia cảm giác bỏng rát cuối cùng từ trong cơ thể, truyền ra thân thể run rẩy của lâm động mới chậm rãi khôi phục lại bình thường hắn nặng nề thờ hồn hển vài hơi sau đó cứ như vậy vô lực nằm ở trên mặt đất lúc hắn còn đang nằm vật dưới đất từ trong thân thể đột nhiên thẩm thấu ra một cỗ dược lực ôn hòa mát mẻ cỗ dược lực vừa xuất hiện đã nhanh chóng dung nhập vào trong xương cốt toàn thân hắn trong lúc mơ hồ hắn cảm giác dường như có thứ gì đó tiến sâu vào trong xương cốt thoáng truyền ra một cảm giác tê dại luyện lực nhập tủy cảm giác sự tê dại đang chuyển ra từ trong xương, tinh thần lâm động rung động mạnh. Luyện lực nhập tủy chính là cảnh giới thối thể đệ lục trọng. Giai đoạn này chính là phải đem lực đạo dung hợp vào trong xương tủy, từ đó làm cho xương tủy sinh ra mầm mống nguyên lực. Thống khổ quả nhiên đem lại lợi ích không nhỏ. Lâm động lau mồ hôi đang đầm đìa trên khuôn mặt, đột nhiên cười hắc hắc. Dựa theo tình huống bình thường, muốn luyện lực nhập tủy, ít nhất phải cần thời gian từ 2 đến 3 tháng, nhưng chỉ cần phục dụng thạch phù linh dịch đã rút ngắn thời gian vô số lần mặc dù phải chịu thống khổ không ít nhưng so với thu hoạch đem lại thì sự thống khổ đó chỉ là chuyện nhỏ dược lực còn có thể lưu lại trong cơ thể mấy ngày nữa ta không thể lãng phí được bắt đầu gia tăng cường độ tu luyện thôi lâm động bỏ người đứng lên hắn có thể cảm giác được trong cơ thể hãy còn lưu lại một chút dược lực của thạch phù linh dịch dược lực này có giá trị không nhỏ không thể dễ dàng lãng phí dù sao thạch phù linh dịch trong tay hắn cũng không phải vô hạn tiết kiệm được chút nào hay chút đó khẽ duỗi cơ thể lâm động hài lòng nở nụ cười sau đó liền đẩy cửa đi ra, tiếp tục quá trình ngày qua ngày khổ tu. Sau khi nhận được chỗ tốt của việc nếm trực tiếp thạch phù linh dịch, trong những ngày tiếp theo, Lâm Động cứ cách khoảng 4 ngày lại dùng một giọt thạch phù linh dịch. 4 ngày một giọt, tiêu hao như vậy làm Lâm Động đau lòng không ít. Mặc dù hắn không hiểu rõ lắm về giá trị thực tế của thạch phù linh dịch, nhưng ít nhất nó cũng phải hơn xa với một số tam phẩm linh dược bình thường. Cứ 4 ngày lại tiêu hao một khỏa tam phẩm linh dược như thế, kiểu xa xỉ này cả thanh dương chấn, sợ rằng cũng không có mấy người có thể chịu đựng nổi dĩ nhiên tiêu hao mặc dù khổng lồ nhưng hiệu quả đích xác là to lớn chỉ ngắn ngủi nửa tháng thời gian lâm động đã có cảm giác sâu trong xương cốt dường như có thứ gì đó đang thiêu đốt cảm giác này tựa như có một thứ gì đó chuẩn bị sản sinh từ trong xương tủy trong thời gian lâm động nhàn hạ tiến sâu vào cảnh giới thối thể đệ lục trọng hắn lại một lần nữa quấn lấy lâm khiếu mục đích của hắn lần này chính là muốn học thêm một thân võ học từ lão nguồn chuyện trải qua hơn tháng tu luyện lâm động đã hoàn toàn nắm vững thông bối quyền nhưng hắn vẫn cảm thấy chưa đủ có năng lực của thạch phù kỳ dị kia hỗ trợ việc luyện võ đối với hắn quả thật chẳng khác nào có một con đường tắt cho riêng mình cho dù là những môn võ bình thường chỉ cần được thạch phù quang ảnh chỉ dạy lập tức sẽ trở nên không tầm thường có thể luyện thêm nhiều môn võ một chút đối với hắn chẳng có chỗ nào là xấu mặc dù hắn nghĩ như vậy nhưng lâm khiếu lại không cho rằng như thế là đúng theo hắn chiêu thức dù có nhiều thì tối trọng yếu nhất vẫn là thực lực của bản thân hắn lo lắng lâm động vì mải mê luyện võ mà chỉ hoãn việc tu luyện thân thể làm như vậy cũng chỉ là lợi bất cập hại mà thôi bất quá dưới sự lo lắng của hắn sau khi lâm động đem thông bối quyền thi triển ra bảy tiếng vang rốt cục hắn đã không còn gì để nói chỉ dùng ánh mắt cổ quái nhìn lâm động thật lâu lúc này hắn đành phải thừa nhận nhi tử của hắn tự hồ trên phương diện tu luyện võ học quả nhiên thiên phú vượt xa hắn sau khi biểu hiện của bản thân đã thuyết phục lâm khiếu lâm động thuận lợi học thêm được một bộ võ học khác từ lâm khiếu bát hoang trưởng tiểu thừa nhị phẩm vũ học đối với bộ trưởng pháp này lâm động rất hài lòng bởi hắn từng nghe nói bộ trưởng pháp này chính là chủ tu của lâm hoành lâm động rất muốn nhìn thấy cảnh trong ngày tộc hội lâm hoành phát hiện người khác thi triển bát hoang trưởng còn vượt xa cả hắn không biết vẻ mặt của hắn sẽ hay ho đến mức nào đêm khuya yên lặng lâm động một lần nữa tiến vào hắc ám không gian tinh thần lúc lâm động xuất hiện trong bóng tối vẫn như cũ là hai đạo thân ảnh vẫn thi triển bộ trưởng pháp quen thuộc đó. Lâm Động nhịn không được mà nở nụ cười thỏa mãn trên gương mặt. Hắn rất háo hức muốn biết bộ trưởng pháp tiểu thừa nhị phẩm này, sau khi được quang ảnh thi triển, sẽ có bao nhiêu thay đổi. Chương 17, Hạt hổ, Con Vất tờ, Thương Long, Dịch, Hôn Akamea lạ. Trong không gian hắc ám tinh thần, hai đạo quang ảnh cơ hồ đồng thời vũ động cùng lúc, thanh thế quyền pháp và trưởng pháp cũng không kém chút nào, đều là do thi triển mà tạo ra. Ánh mắt của Lâm Động thật tập trung vào quang ảnh mới xuất hiện kia, giờ phút này trong tay hắn đang thi triển chính là bát hoang trưởng, mà hắn hôm nay mới học được từ Lâm Khiếu. Thạch phù thần bí này thật là thần kỳ a, à. những thứ này hẳn là từ trong đầu của ta lấy ra, sau đó đem ta vào trong này, lấy một phương thức đặc thù nào đó mà diễn luyện, hơn nữa trong quá trình diễn luyện còn làm cho nó thay đổi thật là hoàn mỹ. Lâm Động có chút suy nghĩ về một điều gì đó, tuy nói loại năng lực kỳ lạ này có chút khó tin được, bất quá sự thật đã xuất hiện như vậy thì hắn tự nhiên là sẽ tin tưởng lựa mà chọn. Cái gọi là nguyên lý gì đó hắn cũng không rõ lắm, cho nên cũng chỉ có thể an tâm mà tu luyện thôi, dù sao điều này đối với hắn cũng không có chỗ gì xấu, buồn lo vô cớ chẳng qua là tự mình đi tìm điều không thoải mái mà thôi. Nghĩ đến đây, Lâm Động đem tâm thần hoàn toàn vùi đầu vào bát hoang trưởng, mà quang ảnh đang thi triển kia, bát hoang trưởng nổi danh là cương mãnh, đại khai đại hợp, nhìn qua thì chất phác đơn giản, nhưng mà có cảm giác trong trường pháp đều tràn ngập lực lượng lâm động hết sức chăm chú nhìn quang ảnh đó thi triển bát hoang trưởng mấy lần ánh mắt từ từ ngưng trọng hắn phát hiện ra quang ảnh này có thể thi triển bát hoang trưởng trong đó ngoài sự cương mãnh lại còn lộ ra một tia nhu kình cương nhu cùng xuất hiện tuy nói là thô sơ giản lược nhìn không ra điều gì lạ nhưng nếu như cùng với người khác giao thủ điều này sẽ làm cho người ta ăn phải thiệt thòi không nhỏ nha chỉ có là một chút thay đổi rất nhỏ như vậy lại có thể đem trưởng pháp cương mãnh thêm vào một tia nhu kình như thế thạch phù này thật là thần kỳ lâm động chặt chặt lưỡi khen thầm tuy nói thứ này với những điều ảo diệu võ học chẳng qua chỉ là đạt đến một chút tiểu thừa thôi nhưng nếu cao thủ chân tránh dụng tâm muốn cải biến mà nói thì thật cũng không phải là không thể nào nhưng dù sao thạch phù này cũng không phải là người cương nhu kết hợp dẫn đến lực sát thương của bát hoang trưởng này cũng trở nên mạnh hơn một chút nếu ta tu luyện thành mà nói thì uy lực chỉ sợ sẽ không kém hơn thông bối quyền thứ vang thứ người nhưng muốn đạt đến điểm này cũng không phải dễ dàng nha Dĩ nhiên, đối với lần này Lâm Động cũng là sớm đã chuẩn bị tâm tư, cho nên cũng không ủ rũ, mà ngược lại càng phát ra tinh thần hưng phấn ngó chừng đạo quang ảnh kia, tư thế bát hoang trưởng, cũng bắt đầu thi triển. Trong lúc tu luyện, thời gian phẳng phất như đồng hồ cát đang chảy, thời gian nửa tháng đã lặng lẽ trôi qua. Trong vòng mấy tháng gần đây, không khí tu luyện của cả Lâm gia cũng là tương đối sôi nổi, những đứa trẻ nghịch ngợm gây sự trước kia cũng bị cha mẹ của chúng mạnh mẽ kéo về. Chỉ còn gần hai tháng nữa, chính là tộc hội của Lâm gia, điều này đối với mọi người trong Lâm gia mà nói, cũng là một cuộc tỉ thí cực kỳ trọng yếu. Từ tộc hội này lan truyền ra, không chỉ có bản thân được trọng điểm bồi dưỡng, hơn nữa ngay cả địa vị của cha mẹ ở trong Lâm gia cũng là theo nước lên thì thuyền cũng lên. Vì vậy, không ít người luôn mong mỏi con cái của mình có thể ở trên tộc hội có biểu hiện không tệ. Mà trong nửa tháng này, từ sâu trong xương cốt của Lâm Động bắt đầu có loại cảm giác thiêu đốt càng lúc càng nhiều bất quá chẳng biết tại sao cái gọi là mầm mống nguyên lực đó vẫn chưa ra đời điều này quả thật là làm cho hắn có chút không phải biết làm sao điều duy nhất làm cho hắn còn có một chút an ủi đó chính là tu luyện bát hoang trưởng nhờ quang ảm của thạch phù dạy dỗ một cách hoàn hảo bát hoang trưởng đã được hắn nắm được chút ít tuy nói còn không có cách nào thi triển ra trình độ cương nhu kết hợp nhưng khi thi triển cũng phát ra từng trận xé gió uy lực cũng không tầm thường nha mặt khác trong vòng nửa tháng này Thương thế bên trong cơ thể Lâm Khiếu cũng đã hoàn toàn khôi phục, sau khi tu dưỡng vài ngày hắn đã hấp thu và nhập vào cơ thể Mai Âm Châu. Do Lâm Động đưa cho hắn, mặc dù Lâm Động từ bên ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng trong lúc mơ hồ vẫn có thể cảm giác được thực lực của Lâm Khiếu đang đang nhanh chóng tinh tiến. Nhìn loại tốc độ này, khôi phục đến thiên nguyên cảnh, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong một khu rừng rậm rạp, Lâm Động đứng ở trên một cây đại thụ, từ chỗ cao hướng mặt nhìn vào bên trong rừng cây. Ở trên thân thể của hắn mơ hồ có một ít vết máu, một cổ huyết tinh nhàn nhạt truyền ra. Máu tươi tự nhiên không phải là của Lâm Động, mà là do hắn săn giết một ít dã thú mà có. Trải qua nửa tháng tới tu luyện, Lâm Động đã có thể cảm giác được ở trong xương tủy có thứ gì đó sắp sửa ra đời, nhưng một bước cuối cùng này bất luận hắn tu luyện như thế nào, cũng không có cách nào đột phá được. Bất đắc dĩ, Lâm Động bèn đem ánh mắt chuyển sang hướng thực chiến, hắn muốn trong lúc chính thức thực chiến, làm cho mầm mống nguyên lực trong cơ thể của mình ra đời hơn nữa phương thức thực chiến mới thật sự là một tiêu chuẩn để khảo nghiệm thực lực chân chính của cá nhân mà loại thực chiến này không có biện pháp để tìm người khác vậy thì chỉ có thể đi tìm một chút phiền toái cho đám dã thú vậy trong thời gian mấy ngày nay cũng đã có không ít dã thú bỏ mạng ở trong tay lâm động hơn nữa trải qua lúc mới bắt đầu có sự bối rối tí xíu nhưng lâm động hiện tại cũng đã có thể hoàn toàn bình tĩnh đối mặt với loại hoàn cảnh đánh giết này có động tĩnh ánh mắt lâm động quét qua rồi đột nhiên ngưng tụ lộn một vòng từ thân cây nhảy xuống bắn ra giống như một mũi tên rời cung. Xong, khi hắn mới vừa vọt vào cách rừng cây không xa, thân thể đột nhiên ngừng lại, sắc mặt có chút biến hóa nhìn một đầu dã thú giữ tợn kia ở trong rừng. Hạt hổ đó là một đầu dã thú toàn thân hiện ra màu nâu xám, hình thể dã thú tựa như hổ, nhưng cái đuôi lại giống như là đuôi của bò cạp vậy, đuôi nhọn lộ ra sự sắc bén sáng bóng. Hạt hổ là một loại dã thú hung tàn thành tính, có một bộ lông cứng như sắt, vô cùng khó đối phó. Vì vậy khi phát hiện ra dĩ nhiên là loại dã thú quả thật là khó giải quyết này, làm Lâm Động cũng không khỏi có tâm tư thối lui. Song đồng thời khi Lâm Động nhìn thấy hạt hổ, thì nó cũng đã phát hiện ra Lâm Động, lập tức một đôi mắt màu đỏ tươi đã phóng tới đây, miệng rộng như chậu máu phát ra một tiếng gầm trầm thấp, sau đó bò dậy. Vào thời điểm nó bò dậy, đôi mắt của Lâm Động nhìn thấy ở phía sau một thân cây kia có một quả màu đỏ sậm trong suốt, trong lúc mơ hồ có mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập khắp mọi nơi. Cái đó, đúng rồi, Tam phẩm linh dược, thủy tinh chu quả. Khi tầm mắt nhìn thấy trái cây kia, Lâm Động lập tức hít nhẹ một hơi lãnh khí, không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp được tam phẩm linh dược, vận khí này cũng thật tốt quá mức đi chứ. Thủy tinh chu quả này, Lâm Động từng ở Thanh Dương trấn đã nhìn thấy qua, nhưng giá tiền kia lại cao đến mức thái quá. Đã có phát hiện ngoài ý muốn này, cước bộ của Lâm Động bỗng ngừng lại, mà nhìn thấy hắn có bộ dáng như vậy, trong mắt hạt hổ kia cũng hiện lên vẻ hung tàn. Nó gầm nhẹ một tiếng, thật nhanh nhằm hướng Lâm Động mà phóng tới. Bạn đang đọc truyện được copy tại thấy thế Lâm Động, vội vàng lui về phía sau một cành cây to, một cành cây trực tiếp đã bị hạt hổ bổ nhào vào bẻ gãy. Phanh! Cước bộ của Lâm Động khẽ chuyển, hiện ra phía sau hạt hổ, liên tục vỗ ra mấy chưởng hung hăng đánh vào trên thân thể của nó, với lực đạo mạnh mẽ, đem hạt hổ lật nhào đi, nhưng nhìn bộ dáng của nó hiển nhiên là không có tạo thành thương tổn gì. Da lông thật là quá cứng a. À. Nhìn thấy một màn này, ra đầu lâm động cũng cảm thấy tê dần, biết là mình đã khinh thường con hạt hổ này rồi. Giống, hạt hổ bị đánh bay đi, trong nháy mắt nhảy dựng lên, bàn chân to dày thô giáp hung hăng hướng vào lồng ngực lâm động đạp tới. Ba ba ba, cảm thụ được tinh phong kia lướt tới mặt, lâm động cũng không dám chậm trễ, thông bối quyền trong nháy mắt chính là bộc phát ra 10 tiếng vang, sau đó một quyền oanh kích lên móng chân của hạt hổ. Thình thịch, quyền móng đụng nhau, hai đạo thân ảnh một to một nhỏ cùng bay ra. Lâm Động sau khi đụng gãy một gốc cây mới chật vật rơi xuống đất, lau khóe miệng, dĩ nhiên là có một ít máu tươi chảy ra. Vừa muốn giận dữ, thì trong thân thể đột nhiên truyền ra một loại cảm giác nóng bỏng kịch liệt. Dưới sự nóng bỏng này, Lâm Động cảm giác được, trong xương tủy hắn có một loại năng lượng kỳ dị vừa được sinh ra đời. Mầm mống nguyên lực. Thân thể Lâm Động vào thời khắc này chợt cứng ngắc, miệng hắn há hốc, thân thể vì kích động không khống chế được mà trở nên run rẩy. Mầm mống nguyên lực kia luôn chậm chạp chưa từng xuất hiện nay trong khi đang cùng với hạt hổ kia ngạnh kháng lại bị kích thích mà tạo ra. Chương 18, nguyên lực mầm mống. Tận trong xương tủy, một loại năng lượng kỳ dị đang chậm rãi lưu động, cảm giác được một loại lực lượng không cách nào hình dung được đang từ trong xương tủy truyền ra, cuối cùng phân bố đến từng các bộ vị trong thân thể. Đây chính là mầm mống nguyên lực sao? Lâm Động trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, ở nơi này một thoáng phẳng phất như cả thế giới đều trở nên sáng ngời lên rất nhiều, thậm chí, hắn vẫn có thể cảm giác được, trong không khí xung quanh thân thể đang lưu động một loại đồ vật rất kỳ dị, loại đồ vật này cùng với mầm móng nguyên lực mới ra đời trong xương cốt hắn cực kỳ giống nhau. Nguyên lực, Lâm Động đứng dậy, không nhịn được cười to lên một tiếng, trải qua khổ tu lâu như vậy, hơn nữa còn có thạch phù linh dịch tương trợ, rốt cục thì hôm nay, mầm mống nguyên lực kia đã ra đời ở trong người hắn, từ nay về sau, hắn cũng có thể coi là chính thức bước chân vào cánh cửa tu luyện. Giống, lúc Lâm Động đang cười to, hạt hổ ở cách đó không xa, cũng đang đưa ánh mắt màu đỏ tươi gắt gao nhìn hắn lúc này nó từ trên thân thể của nhân loại lúc trước cảm thấy một loại hơi thở có chút quen thuộc bất quá điều này hiển nhiên cũng không thể nào làm cho nó tự động thối lui lập tức mở ra cái miệng to như chậu máu phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp hai chân đạp một bước giống như một mũi tên rời dây hướng về phía lâm động nhảy vồ đi cảm thụ được tinh phong gió tanh đến ngay trước mặt lâm động ngẩng đầu lên cũng phát hiện ra rằng hạt hổ lúc trước ở trong mắt của hắn lộ ra vẻ tương đối mau lẹ nhưng vào giờ phút này phẳng phất như tốc độ chậm đi rất nhiều, quỹ tích bay lượn của nó chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt đã bị hắn nắm được. Đây là thối thể đệ lục lọm sao? Ánh mắt lâm động càng trở nên sáng ngời, cước bộ nhẹ nhàng lướt ngang một bước, vừa lúc là né tránh được thế bổ tới của hạt hổ, chợt hữu trưởng dựng thẳng lên, một tia sáng nhàn nhạt không thể nhận ra chợt lóe lên ở lòng bàn tay, sau đó, một trưởng nhắm vào cái đầu của hạt hổ phách xuống. Xoẹt! Thanh âm trầm thấp vang lên, có dòng máu nóng phiêu tán bay ra, tay trưởng của lâm động đã trực tiếp xuyên thấu lớp da lông cứng rắn của hạt hổ một trưởng đã xuyên qua cái cổ của nó thân thể hạt hổ vào thời khắc này trở nên cứng ngắc sau đó ngã ẩm xuống đất máu tươi nhanh chóng chảy ra nhuộm đỏ một mảnh lớn trên mặt đất nguyên lực thật là mạnh a à, lâm động nhìn hạt hổ bị mất mạng chỉ trong một chiêu không nhịn được hít một hơi lãnh khí đây chính là uy lực của nguyên lực ư ừ, khó trách mọi người đều nói thối thể đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng là hai tầng thứ hoàn toàn bất đồng may là lần trước không có động thủ cùng với lâm hoành nếu không sợ là không thể không bị ăn thiệt rồi a lâm động rút bàn tay ra nhặt lên một chút lá cây đem vết máu lau đi hơi có chút tim đập nhanh đây là hắn lần đầu tiên chính mình thể nghiệm đến lợi hại của nguyên lực một cước đem hạt hổ đá sang một bên lâm động cất hai bước liền đi tới chỗ thủy tinh chu quả nhìn trái cây trong suốt trong sáng đó hắn thực sự có chút sáng mắt tam phẩm linh dược giá tiền tất nhiên sẽ tương đối không thấp bình thường mà nói chỉ có ở trong thâm sơn rừng rậm mới có thể gặp được Hôm nay hắn có thể ở chỗ này phát hiện được một bụi, không thể không nói vận khí tốt tới cực điểm rồi. Lâm Động đánh giá kỹ lưỡng một chút, loại thủy tinh chu quả này, sau đó cũng không chần chờ, liền khom người hướng một tay về phía chu quả bắt tới, bất quá, đúng lúc bàn tay mới vừa bắt được thủy tinh chu quả, thạch phù dắt thần bí ở trên lồng ngực của hắn bất chợt phát ra nhàn nhạt tia nóng. Bạn đang đọc truyện tại vfvfvf. Chuyện phun đối với biến hóa trong bất chợt của thạch phù thần bí, Lâm Động cũng ngẩn người ra, lấy thạch phù ra, để xuống trên lòng bàn tay, sau khi tấn nhập thối thể đệ lục trọng, cảm giác của hắn tự hồ cũng nhạy cảm hơn rất nhiều. Vì vậy, hắn dĩ nhiên là có thể trong lúc mơ hồ cảm giác được, thạch phù đang phóng thích ra một loại hấp lực rất nhỏ. Mà dưới loại hấp lực trong tình huống này thì trong thiên địa chung quanh, có một loại năng lượng nhàn nhạt, nhạt lại rót vào bên trong thạch phù. Thạch phù linh dịch có lẽ chính là do thạch phù đã hấp thu năng lượng từ trong thiên địa mà động lại. Cảm giác được một màn này, lâm động như có điều suy nghĩ sau đó ánh mắt nhìn đến thủy tinh chu quả trong lòng bàn tay còn lại, biến cố này của thạch phù hình như là bởi vì thủy tinh chu quả này gây ra. Nắm thủy tinh chu quả trong tay, lâm động trần chờ một chút, sau đó thử dò xét, tính đem chu quả hướng về phía thạch phù đưa tới. Xong, lúc chu quả nhích tới gần thạch phù với khoảng cách hơn tất, một cổ hấp lực thật mạnh, chợt từ trong thạch phù dữ dội tuôn ra. Sau đó chu quả kia chính là ở dưới ánh mắt kinh ngạc của lâm động, trực tiếp bắn về phía thạch phù, sau khi tiếp xúc trong chốc lát, liền quỷ dị biến mất đi. Một màn như vậy làm cho Lâm Động cực kỳ sừng sốt, trong chốc lát, Thạch Phù đã đem thủy tinh chu quả thôn phệ đi, Thạch Phù cũng ăn đồ vật ư? Lâm Động mang vẻ mặt mờ mịt, mà lúc mới vừa phục hồi tinh thần lại, nhưng lại đột nhiên nhìn thấy, ở vị trí lõm vào của Thạch Phù, đột nhiên có quang mang màu đỏ thắm lóe lên, sau đó, tia sáng càng lúc càng nồng nặc, tới cuối cùng, lại là ngưng tụ thành hai quả đan hoàn màu đỏ thắm lớn bằng quả đậu, sau đó lăn xuống, bị Lâm Động một phát bắt được khi đan hoàn vào tay, liền phát sáng một mảnh ôn hòa. Trong lúc mơ hồ, Lâm Động có thể nhận thấy được, trong đan hoàn này ngưng tụ một loại năng lượng tương đối nồng nặc và tinh thuần. Loại năng lượng này sợ rằng vượt xa thạch phù linh dịch, mà hắn sưu tập từ thạch phù xuống. Đan hoàn này hẳn là thạch phù sử dụng thủy tinh chu quả lúc trước ngưng tụ mà thành. Từ bên trong đan hoàn, Lâm Động ngửi thấy được mùi vị cùng với thủy tinh chu quả lúc trước giống nhau như đúc. Hơn nữa thêm một màn lúc nãy, thì hắn cũng không khó khăn để đoán được đan hoàn này được sinh ra như thế nào xem ra thạch phù này không chỉ có có thể hấp thu trong năng lượng thiên địa mà còn có thể đem linh dược hấp thu qua đó tinh luyện thành dược dịch hoặc là đan hoàn tinh thuần hơn nghĩ đến đây trong mắt lâm động không khỏi hiện lên vẻ hưng phấn một bụi thủy tinh chu quả tinh luyện ra thành hai quả đan hoàn hơn nữa dược lực của một quả bất kỳ so với một mình thủy tinh chu quả cũng muốn mạnh hơn rất nhiều loại chức năng kỳ lạ này chính là làm tăng hiệu quả của linh dược lên tới cực hạn xem ra chuẩn bị được nhiều hơn một chút linh dược rồi loại này đan hoàn năng lượng so với thạch phù linh dịch còn mạnh hơn nhiều, nếu là có thể đủ dùng mà nói. Tốc độ tu luyện tất nhiên có thể tăng nhanh lần nữa. Vừa nghĩ tới cái loại tốc độ đột nhiên tăng mạnh, lầm động chính là không nhịn được nắm chặt quyền. Lại, đem thạch phù cất vào, sau đó mới xoay người nhanh chóng rời đi. Sau khi phát hiện thạch phù có thêm cái loại kỳ hiệu đặc thù này, lầm động đích thực hưng phấn chừng mấy ngày, bất quá sau khi loại hưng phấn này từ từ đi qua, hắn mới thanh tỉnh lại, thì ra là chuyện này cũng không phải tốt như trong tưởng tượng. Đầu tiên, hắn cũng không đủ linh dược để cung cấp cho thạch phù tinh luyện. Tuy nói hiện tại Lâm Khiếu Thương thế khỏi hẳn, nhưng hắn vẫn như cũ không chấp nhận tiếp thụ tài nguyên từ Lâm ra. Vì vậy Lâm Động chỉ có thể tự mình động thủ đi tìm linh dược mà thôi. Hơn nữa, ở Lâm Động, sau khi thử thăm dò đem hai gốc cây nhất phẩm linh dược cho thạch phù hấp thu, cũng há hốc mồm phát hiện, cũng chỉ có hai khỏa đan dược có hình dáng khác thường to. Như hạt đậu được thạch phù phun ra, sau khi trải qua mấy lần thí nghiệm, hắn cũng hiểu được muốn tinh luyện ra cái loại đan hoàn tương tự như lần trước ít nhất cũng phải cần tam phẩm linh dược mới có thể làm được nhưng tam phẩm linh dược có thể dễ dàng tìm được như thế sao lần trước là nhờ vận khí chó có thể tưởng nghĩ có lần thứ hai nữa thì chuyện không phải dễ dàng như vậy rồi đối với cái ngăn cách to lớn này lầm động cũng đành phải đem cái hy vọng xa vời đó tạm thời vứt ra khỏi đầu chỉ cần chờ hắn ở tộc hội bộc lộ tài năng thì sau này cũng có thể quang minh chính đại hưởng thụ tư nguyên trong tộc đến lúc đó cũng không cần hao phí tâm tư như vậy nữa yên tâm với hy vọng xa vời lâm động lại một lần nữa đem tâm thần dồn vào việc tu luyện tuy nói hôm nay đã là bước chân vào thối thể đệ lục trọng nhưng nếu trực tiếp dùng thạch phù linh dịch đối với lâm động vẫn có hiệu quả không nhỏ như cũ vì vậy theo thời gian trôi qua lâm động có thể cảm giác được mầm mống nguyên lực lưu động ở trong xương tủy cũng từ từ đối với xương cốt ở ngoài bắt đầu tuôn ra mà chờ đến lúc mầm mống nguyên lực đột phá trói buộc của xương cốt lưu nhập vào kinh mạch trong cơ thể đó chính là đạt đến thối thể tầng thứ bảy luyện nguyên nhập mạch. Dĩ nhiên, một bước kia, coi như là lâm động có thạch phù linh dịch tương trợ, cũng vẫn phải còn cần một khoảng thời gian không ngắn nữa. Mà lúc thực lực của lâm động đột nhiên tăng mạnh, trong yên lặng, khi cái nóng bức giữa hè chấm dứt thì tộc hội, một hồi tối trọng yếu nhất trong lâm gia cũng đã sắp tới. Chương 19, đột phá trước tộc hội. Tê tê hời gian như nước chảy mây trôi, trong lúc vô thức, mùa hè nóng bức đã trôi qua, khắp mặt đất, đâu đâu cũng tràn ngập hơi thở mát mẻ trong lành bất quá tuy rằng nóng bức đó đã qua đi, nhưng trong lòng không ít người tại Lâm gia lại càng ngày càng nóng hừng hực hơn, bởi vì kia chính là tràng diện quan trọng nhất tộc hội sắp sửa khai mạc. Trong một khu rừng rậm rạp, một đạo thân ảnh chấp động, một bộ quyền pháp gần như lô hỏa thuần thanh trong tay thân ảnh này được thi triển ra như mây bay nước chảy, âm thanh ba ba thanh thúy vang vọng không ngừng ở trong khu rừng. Mà khi tiếng vang thanh thúy thứ 8 vang lên, quyền thế của đạo thân ảnh bỗng biến đổi, hóa quyền thành trưởng, nhất thời tạo thành từng trận xé gió trưởng phong cương mãnh còn đem cả lá khô trên mặt đất hất tung bay lên. Hai đạo quyền pháp cùng trưởng pháp hoàn toàn bất đồng, tại trong tay của hắn cũng đã chuyển biến dị thường linh hoạt, loại biến đổi linh hoạt này giống như đã rèn luyện qua vô số lần, không có cảm giác nửa điểm chúc chắc. Trưởng pháp vừa hoàn thành, thì đạo thân ảnh kia cũng là vừa thu quyền lại và đứng yên. Hay lắm. Lúc Lâm Động vừa mới thu quyền, một đạo thanh âm mang theo sự hài lòng từ cách đó không xa truyền đến, chỉ thấy được Lâm Khiếu với nụ cười tiêu sái tới gần bên cạnh hắn, thanh đàn cũng đi theo lâm khiếu giờ phút này nàng đứng đối diện với lâm động nháy nháy mắt mà trộm vẻ mặt cực kỳ đáng yêu không tệ ngắn ngủi chỉ có thời gian ba bốn tháng không chỉ đem thông bối quyền tu luyện đến tiếng vang thứ tám thậm chí ngay cả bát hoang trưởng cũng đã luyện thuần thục tới trình độ này rồi tốc độ này rất tốt lâm động gãi gãi đầu trong lòng thì cười hắc hắc lần thi triển này hắn tự nhiên là có điều giấu giếm chớ nói tiếng vang thứ tám của thông bối quyền dù cho là tiếng vang thứ mười kia hôm nay hắn cũng là có thể hạ bút thành văn. Còn như bát hoang trưởng trải qua hai tháng khổ tu này, cũng đã bị hắn luyện tới trình độ cương nhu hợp nhất rồi, lực sát thương của nó cũng không yếu hơn so với tiếng vang thứ 10 của thông bối quyền. Có hai đại sát chiêu này, tiểu bối đồng cấp trong lâm gia, chỉ sợ không có người nào là đối thủ của hắn. Ngày mai chính là tập hội được bắt đầu rồi, lấy thực lực hiện tại thối thể đệ ngũ trọng của con, hơn nữa còn cộng thêm thông bối quyền cùng với bát hoang trưởng, muốn chiếm lấy một thành tích không tệ cũng không phải là việc khó vẻ mặt lâm khiếu lộ ra nụ cười nói thối thể gồm cửu trọng chỉ có đệ tứ trọng vô cùng rõ ràng còn sau đó phần lớn đều là thay đổi ở bên trong thân thể bởi vậy nếu là không thể tra xét rõ ràng mà nói thì thật đúng là không có cách nào phát hiện ra mà tuy nói từ lúc hai tháng trước lâm động đã tiến vào thối thể đệ lục trọng nhưng bởi vì duyên cớ của thạch phủ cho nên hắn cũng không có quá mức lộ ra hắn có một tốc độ tu luyện nhanh đến dọa người này cho nên dù là lâm khiếu cũng chỉ biết là hiện tại lâm động vẫn là thối thể đệ ngũ trọng mà đối với điều này hắn cũng không có nửa điểm hoài nghi dù sao lâm động có thể trong nửa năm trong từ thối thể đệ nhị trọng nhảy một bước đến thối thể đệ ngũ trọng đây đã là một tốc độ cực kỳ nhanh rồi cha thực lực của người đã khôi phục rồi sao lâm động nhìn vào sắc mặt của lâm khiếu đột nhiên nói nghe vậy lâm khiếu cũng mỉm cười vuốt đầu của lâm động nhẹ giọng nói mấy năm nay bởi vì chuyện của ta làm cho mẫu tử ba người các ngươi chịu không ít ủy khuất bất quá hay yên tâm đi sau này cha sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh một lần nữa đâu lâm động kinh ngạc nhìn lâm khiếu giờ phút này cha hắn không ngờ đã hoàn toàn không còn loại cảm giác chán nản của dĩ vãng loại cảm giác này rất giống năm đó chỉ có điều năm đó có sự sắc bén như một mũi nhọn còn lâm khiếu hiện tại lại có vẻ càng thêm nội liễm cùng trầm ổn bạn đang đọc chuyện được lấy tại chấm cơm lâm động khẽ gật gật đầu mắt thoáng có chút đỏ hồng những năm gần đây hắn luôn nghĩ tới một chuyện đó là một lần nữa nhìn thấy Lâm Khiếu tỉnh lại, may mà hắn đã thành công. Ha ha, đã không còn sớm nữa rồi, hôm nay thì không cần tu luyện nữa, nghỉ ngơi một đêm để chuẩn bị cho tộc hội ngày mai đi. Lâm Khiếu vỗ vỗ vả vai Lâm Động, sau đó đó xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng Lâm Khiếu, Lâm Động nắm chặt bàn tay, thấp giọng lẩm bẩm nói, cha, người yên tâm đi, ngày mai con sẽ cho mọi người một sự chấn động. Con trai mà người đã dạy, nhất định sẽ trở thành người ưu tú nhất. Lâm động ca, ngày mai nếu huynh gặp Lâm Hồng thì phải cẩn thận một chút nha. Hôm nay muội nghe Lâm trưởng thương nói, cái tên gia hỏa kia có khả năng đã đạt tới thối thể đệ thất trọng rồi đó. Một bên thanh đàn nhìn thấy Lâm khiếu rời đi, lúc này mới tiến lại đây, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thần sắc lo lắng. Thối thể đệ thất trọng. Lâm động dùng mình, rồi chợt cười lạnh, xem ra để có thể cho Lâm Hồng ở trên tộc hội lấy được thành tích tốt, cha của hắn quả thật đúng là mất không ít tâm tư nha. Bất quá, thối thể đệ thất trọng lại có năng lực như thế nào nhỉ? Bóng đêm bao phủ mặt đất, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, nghiêng nghiêng mà tiến vào trong phòng. Lâm Động ngồi xếp bằng trên giường, từ trong lòng lấy ra một cái bình nhỏ, sau đó trực tiếp từ trong đó lấy ra hai giọt linh dịch của thạch phù, cho vào trong miệng. Mấy tháng này, thân thể của Lâm Động đối với linh dịch thạch phù này sớm đã hoàn toàn thích ứng, hiện tại mặc dù là phục dụng hai giọt, nhưng Lâm Động vẫn hoàn toàn có thể thừa nhận được. Hai giọt linh dịch thạch phù sau khi nhập vào thân thể, khuôn mặt Lâm Động cũng thoáng có một chút hồng nhuận khói trắng nhàn nhạt từ đỉnh đầu lượn lờ bốc lên thân thể hắn cũng trở nên nóng bỏng không ít bởi vì do đã thích ứng hiện tại lâm động cũng không có giống như lần đầu tiên mà lăn lộn đầy đất lần này thân thể chỉ vẻn vẹn run rẩy vài cái rất nhỏ hắn cảm giác được mầm mống nguyên lực trong cốt tủy đang lưu động loại cảm giác ấm áp rào rạt này càng ngày càng trở nên nồng đậm trải qua hai tháng tu luyện lâm động cơ hồ có thể cảm giác được rõ ràng mầm mống nguyên lực bên trong xương cốt của hắn đã càng ngày càng lớn mạnh thậm chí có đôi khi đều có loại dấu hiệu muốn phá cốt mà ra lâm động hiểu được loại dấu hiệu này chính là dấu hiệu để đột phá bất quá đối với loại tình huống này lâm động cũng không có chủ động sử dụng tuy nói hắn hiểu được nếu chủ động sử dụng mà nói chỉ sợ hắn đã sớm đạt tới thối thể đệ thất trọng rồi nhưng mà chẳng biết vì sao tận sâu trong lòng hắn lại cảm thấy một bước này hay là cứ chờ như tự nhiên nước chảy thành sông có lẽ sẽ tốt hơn một chút mà sự xúc áp này chính là chờ cho tới tận bây giờ cùng với lúc hai giọt linh dịch của thạch phù này nhập vào thân thể từ chỗ sâu trong xương cốt lại truyền lại ra cảm giác chấn động càng lúc càng mãnh liệt một lúc sau dĩ nhiên ngay cả thân thể của lâm động cũng xuất hiện sự chấn động rất nhỏ cuối cùng muốn phá cốt mà ra sao nhận thấy được loại tình huống này lâm động cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi thật sâu chỉ cần mầm mống nguyên lực đột phá sự trói buộc của xương cốt thì nó sẽ chảy vào trong kinh mạch đến lúc đó hắn sẽ có thể hấp thụ nguyên lực từ trong thiên địa mà rèn luyện thân thể điều này chính là một bước ngoặt cực kỳ quan trọng đó ong ong thân thể run rẩy càng lúc càng kịch liệt trong giây lát một đạo âm thanh trầm thấp giống như không tồn tại đột nhiên từ trong cơ thể lâm động truyền ra mà lúc đạo âm thanh trầm thấp đó vang lên trước mắt lâm động đột nhiên tối sầm trong thoáng chốc hoảng hốt này hắn nhìn thấy trong thân thể hắn có một cây hạch đào trong suốt mà tỏa ra ánh sáng ánh sáng đó ở trong cơ thể hắn chậm rãi lưu động bỗng có một loại hấp lực kỳ dị trào ra mà dưới loại này hấp lực này thiên địa chung quanh cư nhiên cũng xuất hiện một tia năng lượng nhàn nhạt, nhạt nhộn nhạo, cuối cùng theo hô hấp của Lâm Động mà chui vào thân thể của hắn. Đây cũng là mầm mống nguyên lực sao? Như thế nào mà trở nên lớn như vậy? Ánh mắt Lâm Động nhanh chóng hồi phục lại như bình thường, nhưng ngay sau đó, trên khuôn mặt hắn lại hiện lên thần sắc kinh ngạc. Theo lẽ thường mà nói, bình thường mầm mống nguyên lực phá cốt mà ra, nhiều lắm cũng chỉ lớn bằng ngón út mà thôi, nhưng mầm mống nguyên lực này của hắn lại so với bình thường còn lớn hơn bình thường gấp 10 lần nha chẳng lẽ là bởi vì nguyên do linh dịch thạch phù trăng? Ánh mắt của Lâm Động có chút cổ quái, mầm mống nguyên lực lớn hay nhỏ sẽ quyết định tốc độ hấp thu nguyên lực, mà mầm mống nguyên lực này của hắn, tại thời điểm mới bắt đầu, tựa hồ cũng đã vượt qua người khác một bước dài. Sau khi trầm ngâm một lúc lâu, Lâm Động cũng không thể nghĩ ra cái nguyên nhân bắt đầu từ đâu, hắn chỉ còn có thể lắc lắc đầu, rồi ngã xuống giường, hiện tại hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Điều còn lại là chờ đợi chàng diện tộc hội ngày mai nữa thôi. Lâm Hồng Muốn mở miệng cưới thanh đàn, phải nhìn xem ngươi có bổn sự này hay không cái đã. mươi 20, tộc hội bắt đầu. Tia nắng ban mai xuyên qua tầng mây trải rộng khắp cả vùng đất, bên trong lâm gia chỉ trong chốc lát đã vang lên đủ loại âm thanh xôn xao, một luồng không khí náo nhiệt bao phủ toàn bộ trang viên. Ở lâm khiếu mang theo lâm động và thanh đàn đi tới sân thí luyện tộc bỉ, nơi này từ sớm đã có không khí sôi trào, đầu người có không ít. Lâm gia ở thanh dương chấn mặc dù không coi là thế lực cao nhất, nhưng cũng có một chút phân lượng, vì vậy có không ít khách quý đến đây tham quan học tập buổi tộc hội này đầu tiên là để kết giao quan hệ thứ hai cũng nhân cơ hội nhìn xem năng lực mấy đứa nhỏ đời sau của lâm gia dù sao đối với các gia tộc thành phần thiếu niên ưu tú có tính cực kỳ trọng yếu nếu như những thiếu niên nhỏ tuổi này toàn là kẻ yếu vậy thì gia tộc này suy tàn cũng là chuyện sớm muộn mà thôi tuy nói không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này nhưng trong lòng lâm động vẫn hay đang rất khẩn trương dù sao lần này hắn cũng phải ra tay rồi Lâm Khiếu vỗ vỗ bả vai Lâm Động, ý bảo hắn không cần khẩn trương, sau đó dẫn hai người trực tiếp đi, về phía sân thí luyện đã chuẩn bị xong việc tiếp đãi khách khứa. Giờ phút này, ở trong sân thí luyện nơi hàng ghế khách quý đã có thêm không ít người ngồi, không ngừng đàm tiếu với nhau. Ở vị trí trên cùng có một vị trung niên nam tử hơi gầy gò, đang thoải mái bàn chuyện, với mấy vị thoạt nhìn có chút địa vị ở chung quanh thanh dương chấn, mà khi đang nói chuyện ánh mắt của hắn đột nhiên liếc thấy mấy người lâm khiếu, là lập tức ngẩn ra, hai hàng chân mày khẽ cao lại. Bạn đang đọc truyện tại www. Chuyện phun tộc hội năm trước, Lâm Khiếu căn bản không có lộ diện tham gia, thỉnh thoảng có ra ngoài cũng đứng ở góc không khiến ai chú ý, cử động chạy thẳng tới giữa sân giống, như lần này lại là lần đầu tiên trong mấy năm này. Ở vị trí bên trái vị trung niên gầy gò kia đang đứng hai gã thiếu niên, đương nhiên đó chính là Lâm Động, rất có hiểm khích với hai huynh đệ Lâm Hoành và Lâm Sơn, theo bộ dáng này phụ thân của hai người hẳn vị này là kẻ có quan hệ cực kém với Lâm Khiếu Lâm Mãng thấy Lâm Mãng nhìn chăm chú, Lâm Khiếu phẳng phất như không nghe không thấy, bước chân không ngừng đi tới, đột nhiên ngay khi hắn muốn đi qua một dãy bàn, đột nhiên một tiếng cười nổi lên, một gã tay nắm chén trà làm như tùy ý nói, tam đệ, thế nào mà lần này rời khỏi cái chỗ kia rồi. Cước bộ Lâm Khiếu hơi chậm lại, liếc mắt nhìn gã nhị ca cùng cha khác mẹ này, quan hệ cả hai từ nhỏ đã cực kém, trên khuôn mặt hắn hiện lên nét cười lạnh nhạt, nói, có vấn đề gì sao? Nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Lâm Khiếu, Lâm mãng ngẩn người ra, nụ cười này ẩn chứa đủ loại sắc thái, thế nhưng chắc chắn là không có cái chủng loại nào gọi là sợ hãi, chán trường. Lâm mãng phát hiện ra điều này khiến cho trong lòng hắn không thoải mái, lập tức thản nhiên nói, không có vấn đề gì, chỉ có điều hôm nay là đại sự lâm gia chúng ta, người nếu đã đi ra thì ta hy vọng đừng có làm mất mặt lâm gia đó. Lâm khiếu khẽ mỉm cười không để ý tới giọng nói diễu cợt của lâm mãng, trực tiếp chuyển thân bước ngang qua, sau đó ngồi ở chỗ cách đó không xa. Hừ, thấy cử động này của lâm khiếu sắc mặt lâm mãng có chút khó coi hừ lạnh một tiếng ha hả lâm mãng huynh vị này chính là người năm đó ở trong lâm gia được xưng là có cơ hội tấn nhập nguyên đan cảnh nhất lâm khiếu hà một vị nam tử ngồi kế bên cười hỏi lời đồn mà thôi sao có thể là thật được lâm mãng cười nhạt nói ha hả cũng đúng lâm mãng huynh hôm nay mới là người trong lâm gia có cơ hội tấn nhập nguyên đan cảnh nhất ngày sau nếu có cơ hội chúng ta nên tăng cường hợp tác mới được người kia cười nói trong giọng nói bồi thêm chút mùi vị ngông nghênh lâm mãng vào hai năm trước đã thành công bước vào thiên nguyên cảnh trở thành người thứ ba trong lâm gia tấn cấp vào hàng ngũ cao thủ thiên nguyên hai năm qua hắn lại càng được trọng dụng trưởng quản vị trí nắm giữ tài chính lâm gia so sánh với nhau thì lâm khiếu bị mang tiếng phế vật nhiều năm đã sớm bị người ta quên lãng rồi mặc dù biết chỉ là lời nói nịnh nọt nhưng lọt vào trong tai lâm mãng khóe miệng hắn vẫn không nhịn được mỉm cười đắc ý ha ha yên tâm đi chờ đến khi lâm động thảm bại sắc mặt của hắn sẽ không đẹp nổi đâu. Lâm Hoành ở phía sau Lâm Mãng tựa như cũng biết trong lòng Lâm Mãng khó chịu, lập tức mở miệng cười nói, ừm nghe vậy, Lâm Mãng chậm rãi gật đầu cười thêm một tiếng. Tên kia thật đáng ghét. Thanh đàn đi theo Lâm Khiếu ngồi xuống ở một bên, bất mãn nói thầm, lúc trước Lâm Mãng gây khó khăn nàng cũng nhìn thấy. Nhất thời được thế mà thôi. Lâm Khiếu lắc đầu bất cần, vừa muốn nói chuyện, ánh mắt hắn đột nhiên nhìn về hướng đại môn, nơi đó đang có một nhóm người tràn vào, ở vị trí đầu não đám người là một vị lão nhân đầu đầy tóc trắng, lão nhân mặc áo gấm làm cho người ta có một loại cảm giác tương đối cường tráng, hai mắt chuyển động chậm rãi tỏa ra nét uy nghiêm. Người này chính là gia chủ hiện tại của Lâm gia, cũng là phụ thân Lâm Khiếu, ông nội Lâm Động Lâm Chấn Thiên. Ở phía sau Lâm Chấn Thiên còn có một người nam tử trung niên bám sát, bên cạnh là Lâm Hà đang mặc trang phục rực rỡ đứng đó, vóc người nàng yểu điệu nghiêng nước nghiêng thành, hấp dẫn không ít ánh mắt thanh thiếu niên đi ngang qua. Lâm Chấn Thiên vừa xuất hiện, trong mảnh sân thí luyện lập tức sôi trào lên, tất cả mọi người liên tiếp đứng dậy, ở trong thanh dương chấn này lão cũng coi như là nhân vật số 1 số 2 rồi, năm đó một mình lão khi còn trẻ đi tới chỗ này, liều mạng chiến đấu máu đổ không biết bao nhiêu mới tạo ra lâm gia hiện tại, nói đến thủ đoạn và năng lực có không ít người phải bội phục trong lòng. Lâm Trấn Thiên cười híp hai chào hỏi những vị khách quý, sau đó dừng lại ở vị trí chính giữa, ánh mắt cũng vừa lúc nhìn thấy Lâm Khiếu cách đó không xa đang đứng đón, lão lập tức ngẩn ra sau đó bước nhanh tới phụ thân nhìn Lâm Chấn Thiên đi tới, quả đấm trong tay áo Lâm Khiếu không nhịn được nắm chặt lại, đứng đó vòng tay chào. Rốt cục đã chịu tới gặp ta sao? Ngắm Lâm Khiếu đang đứng trước mặt, ánh mắt Lâm Chấn Thiên có chút phức tạp, cuối cùng thản nhiên nói ra một câu. Năm đó, Lâm Khiếu là nhi tử mà lão bỏ xuống nhiều tâm huyết nhất, tuy nói sau đó bị thảm bại từng làm cho lão thất vọng, nhưng làm cho lão thất vọng nhất chính là Lâm Khiếu bắt đầu nản trí. Lão là người ngoan cố, sau khi thấy Lâm Khiếu nản lòng thoái chí, lão cũng bất kể tư niệm trong lòng ra sao, chưa từng chủ động đi gặp hắn. Phụ thân, thật xin lỗi người. Lâm khiếu thấp giọng nói, hắn biết những năm qua đã làm cho Lâm Trấn Thiên thất vọng đến cỡ nào. Ông nội, một bên, Lâm Động và Thanh Đàn cũng là mở miệng kêu lên. Ha ha, là Động Nhi và Thanh Đàn hả, lại cao lớn không ít nha. Nghe được hai người chào hỏi, trên khuôn mặt Lâm Trấn Thiên lại nở nụ cười hiền từ, sờ sờ đầu hai người. Đi, ra ngoài là tốt rồi, cuối cùng không đợi đến thời điểm ta vào quan tài ngươi mới đến thăm mà. Ánh mắt Lâm Chấn Thiên lại chuyển về phía Lâm Khiếu, khi hắn nói chuyện, Lâm Động cảm giác được bàn tay lão khẽ run rẩy, xem ra trong lòng lão cũng không bình tĩnh như ngoài mặt vậy. Ha ha, phụ thân, tam đệ có thể đi ra ngoài là tốt rồi, cũng không cần thì thầm nữa, hôm nay còn có không ít khách nhân ở đây. Vị nam tử trung niên vẫn đi theo phía sau Lâm Chấn Thiên mở miệng cười nói. Lâm Chấn Thiên thở dài một hơi, nhìn Lâm Khiếu thêm một lần mới xoay người trở về ghế ngồi đại ca. Lâm khiếu cảm kích nhìn qua vị nam tử trung niên kia nói. Vị nam tử gật đầu mỉm cười, sau đó vỗ vỗ bả vai lâm động, cười nói, động nhi, tộc hội lần này không nên làm mất mặt cha người đó. Dạ, đại bá. Lâm động gật đầu, người này chính đại bá của hắn, tên là Lâm Khẳng, vốn lánh đời, cũng là phụ thân Lâm Hà. Nhớ tới Lâm Hà, Lâm Động xoay chuyển ánh mắt sang bên liền nhìn thấy người thiếu nữ, ở phía sau vị nam tử trung niên đang vung quả đấm nhỏ dứ dứ về phía hắn, ý bảo hắn cố gắng lên. Lâm Khẳng đang tán gẫu với Lâm Khiếu, mang theo Lâm Hà trở lại chỗ ngồi, theo sau mọi người đồng thời nhập tọa, trong sân thí luyện từ từ an tĩnh lại. Từng ánh mắt từng nụ cười, tràn chứa trên môi, nước miếng nhiễu thành giọt, tim đập thình thịch, mắt tam giác, mông đung đưa, tất cả đều dương mắt nhìn lên Lâm Trấn Thiên đang ngồi ở vị trí trung tâm kia. Tộc hội Lâm gia chính thức bắt đầu.